Vâng, tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video này, rất nhiều những cái mã hàng mới em hàng vừa về này. Đấy, về cho bác một cái lô chảo rất là xịn này, chảo tổ ong cực kỳ ngon luôn. Và cực kỳ nhiều mã hàng mới này, bút bi này. Rồi hôm nay có cả thêm quạt điện của Camel nhá, quạt điện Camel. Camel này nó cùng kinh nghiệm với cái nồi chiên không dầu ấy. Các bác nào dùng cái nồi chiên không dầu thì biết cái hãng này rồi. Cái đồ của nó siêu bền luôn, dùng rất thích các nhá. Đấy, rồi là có thùng đựng gạo này, đấy, thùng gạo của Việt Nhật Hokkodi này và rất nhiều những cái mã hàng khác nhá. Kính bơi này rồi là bút bi, cũng nhiều bác hỏi cái mã bút bi. Đấy, rồi là bao tay chống nắng, cực kỳ nhiều mã hàng mới về phục vụ các bác. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em trên nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì các bác cứ gọi điện trực tiếp với em nhé, hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên hình, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em, khi mà các bác mua hàng thì cứ từ hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay, quay chi tiết cho bác từng mã hàng một luôn đó, các bác cùng đón xem. Sản phẩm đầu tiên thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng bút bi. Đấy, có bút bi không thì đây, tiếp tục về cái mã bút bi này. Đấy, bên em kết hợp với lại công ty Thiên Long nhá. Đấy, để nhập bút bi về bán bác này, giá thì siêu tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đấy, bình thường các bác mua một hộp bút bi như 20 bút như này, đầu của nó sẽ đầu 0.5 mm. Đấy thì giá bình thường các bác mua bét cũng phải khoảng tầm 50.000 cho đến 60.000, có những chỗ người ta bán 70.000 hộp luôn. Bên em gửi bác một cái mức giá vô cùng hạt rẻ luôn, nhập trực tiếp về công ty bán bác luôn, 25.000 một hộp bút bi của Thiên Long nha, chỉ có 25.000 hộp thôi. Đấy, bên em bán là bán theo cả hộp nhé, không bán lẻ nhé, bán là bán cho bác cả hộp luôn, là một hộp này là 20 bút nhá, giá của nó sẽ là 25.000 một hộp nha. Đấy, thì sẽ có hai mã màu là mã màu xanh và mã màu đen, thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé. À, đồng giá mà là 25.000. Đấy, còn các bác lấy cả bộ cả đôi này, một xanh một đen thì là vào 50.000 một đôi. Đó thì đây, bút thì viết cực kỳ ok luôn, viết rất ngon là ngày nào luôn. Đầu nó đầu 0.5 nhá, nên là nó ra cái nét bút rất là nhỏ, dễ viết nhá. Đấy, đây, nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục nhá. Đấy, một hộp là 20 bút, đầu bút cao cấp 0.5 mm. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy, đây, thân bút đây. Đấy, có lò xo bấm rất êm tay ngon lành luôn. Đó thì quay nhanh mắt luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là bút bi nhá, hộp bút bi. Hộp 20 bút nhá. Có hai màu là màu xanh và màu đen. Đồng giá bác luôn là 25.000 một hộp nha. Đấy, 25.000 hộp, bán cả hộp 20 cây nhá, không bán lẻ nhá, bán cả hộp 20 cây luôn, không bán lẻ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bao tay chống nắng này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng nóng rồi, mua cho em cái đôi bao tay chống nắng này về rất là hay luôn. Bao tay dài nhá, nó là dạng bao tay dài chống nắng, nó đeo lên gần đến nách của bác luôn, rất là hay. Đấy, bán nhanh bác luôn, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, chỉ có 10.000. Đây em sẽ quay cho bác về cái sản phẩm này. Đây nha, khi mà đeo vào này thì các bác kéo nó sát lên thì nó sẽ lên đến nách luôn. Đây, nó sẽ lên đến nách của bác luôn, rất là dài nhá. Đấy, và đây nó là hàng co giãn này, các bác đeo rất mát luôn này. Đây cái phần bàn tay này. Đấy, ví dụ các bác nào đang sử dụng làm ngoài trời, đeo cái này rất ok luôn. Đấy, có chỗ xỏ ngón vào nhá, rất ok. Đấy, hàng đeo rất mát nhá, rất phù hợp bác nào đang làm ngoài trời. Các bác ngại mặc áo dài, đấy, ngại mặc áo dài, các bác quen mặc áo cụt tay ấy, mà các bác muốn chống nắng thì các bác mua trong cái này về rất hay luôn. Đấy, nó sẽ dài ra, kéo dài từ cái phần bắp tay trên ấy, đấy, cho đến đến cái phần bàn tay dưới luôn. Đấy, kéo sát che hết luôn, rất ok luôn, rất là hay. Đây, đây, đây một cái. Đây để em đeo cho bác coi này. Đấy. Đấy, cái phần này nó xỏ vào được này. Đây cái phần này nó xỏ vào này. Đấy, cái phần trên này là các bác kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên này. Đây, kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên. Đấy, nên khi mà các bác đeo, các bác chỉ cần mặc cho em một cái áo cổ tay thôi, xong rồi các bác đeo cái này vào nó nhẹ nhàng tình cảm này. Bình thường các bác đi làm lòa xòa là cứ phải đeo áo chống nắng rồi các thứ thì nó lồng còng, mất công mất thời gian. Như đây các bác chỉ việc mua cho một cái đồ này về, nó chỉ có 10.000 mà thôi ạ. Đấy, chống được sản phẩm này thì chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn sò và ngon lành luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bao tay dài chống nắng nhá. Đấy, bao tay dài chống nắng nó quá cái bắp tay luôn, đeo quá được cả bắp tay luôn. Giá của nó chỉ có 10.000 đô thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 10.000 đô, các bác nào lấy 10 đôi bên em tặng bác một đôi luôn. Đấy, lấy 10 đôi tặng một đôi thôi nhá. Đấy, còn bán lẻ một đôi là 10.000, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, còn mua hàng thì anh em thì cứ hóa đơn trên 200k là bao ship rồi. Đấy, bao tay dài chống nắng nhá, đeo quá cái phần bắp tay trên luôn, giá đang gửi bác là 10k đôi, chống tiêu về tiêu cực tím rất tốt nhá. Cái này thì rất là tốt trong mùa hè luôn, miền Bắc miền Nam bắt đầu đang vào mùa hè rồi, rất là cần. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã kính bơi này. Lên mã nha, cái kính bơi nhá, em báo giá luôn 20.000 một cái nhá.
Bình thường là các bác mua ra những cái khu du lịch các thứ rồi các bác mua ấy, bét thì nó mới rơi khoảng tầm 40-50 ngàn một cái. Đây bên em bán giá rẻ các bác, về ví dụ các bác đi du lịch thì mình cứ chuẩn bị mình sắm trước đi đấy, các bác mua về cho các cháu mình hoặc các bác đeo được luôn đấy, đây đó, một con kính bơi rất là ok luôn đấy. Phần mắt trong suốt này đấy, ok luôn, rất kín nhá. Cái phần gioăng này các bác đeo vào cực kỳ kín, ngon này cả nhà luôn. Cái con này nó đằng sau nó có cái dây chun này, nó chỉnh được cả cỡ dây nhá, thì về các bác nhấc cho này lên này đấy, sau đó các bác chỉnh cỡ dây qua cái phần này đấy, cái dây chun này các bác chỉnh cỡ dây các thứ rất ok luôn đó. Kính bơi nhá, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn, kính mắt rất là trong đấy, chất liệu và chất lượng, và đây cái phần gioăng này nó ôm mắt rất là khít luôn, không lo nước vào nhá, rất ok đấy, cho các bác đi bơi biết này, các cháu nhà mình đi bơi này, rồi là chuẩn bị đi tắm biển các thứ rất nhiều đấy, các bác ra bãi biển các thứ mua bị chặt chém giá rất cao rất đắt luôn đấy. Mình chuẩn bị bắt đầu đang vào dịp hè rồi, sớm rồi mua trước đi các bạn đấy, mua trước đi đấy, mua về thì lúc nào đi biển là cầm về, chỉ việc cầm đi là xài thôi. Kính bơi nhá, 20 ngàn một cái kính bơi nha, giá rất bình dân mà rất là hay luôn trong cái mùa hè này, mua các cháu này, người lớn trẻ em đeo được hết luôn các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop ôm lô Thành Lý được cái lô hàng bãi rất là xịn này. Đó, đó là cái bộ dụng cụ V6 nhá. Nó sẽ gồm có là 6 món để về các bác sử dụng cho anh em thợ thuyền xà luôn này. Rồi các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn, bộ này quá đẹp luôn đấy. Đấy, hàng bãi nhưng mà mới nguyên luôn. Nó sẽ gồm có là một cái bộ lục giác này, một cái cây tô vít chuyển hai đầu này, rồi một cái cây cây này như kiểu là cây bút điện ạ. Đấy, cây bút điện. Rồi là có một cái con dao giấy này, con dao giấy, một cây thước 2 mét này, một cuộn băng keo 5 mét này, băng keo điện 5 mét nhá. Nói chung là về cho anh em thợ thuyền các bác xài sử dụng gia đình cho em bộ này thì quá là hợp lý luôn. Giá thì nó bình dân thôi, nó chỉ có 40 ngàn một bộ thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn đấy. 40k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ dụng cụ V6 nhá. Đấy, sẽ gồm có là 6 sản phẩm nha. Đấy, 6 sản phẩm nha, bộ dụng cụ cho các bác thợ thuyền, anh em gia đình xài ok luôn. 40k nhá, 40k thôi. Giá siêu bình dân, siêu rẻ luôn. Hàng gần như là còn mới keng nha. Đấy, nguyên vỉ nha luôn các nhá, nguyên vỉ mới keng luôn nhá. Hàng này như kiểu dạng hàng Thanh Lý siêu thị đấy các bạn. Bộ vít bộ dụng cụ V6 nhá, bộ dụng cụ V6 40k. Đây, thước này, lục giác này, bút điện, rồi là tô vít này, dao giấy, băng dính điện được luôn. Đấy, một bộ này là về các bác làm, nói chung là những cái công việc cơ bản gia đình nhà mình quá ok rồi. Rồi anh em thợ thuyền xài ít xài nhiều cũng thoải mái luôn. Đó, V6 40.000 nha, bộ dụng cụ V6 40.000. Rồi qua mã sản phẩm tiếp theo. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, em lên luôn cho bác, đó là cái cây xúc đá nhá, cây xúc đá em báo giá luôn. 50.000 một cái cây xúc đá nha. Đấy, 50.000 một cây. Cây này thì toàn bộ chất liệu bằng inox 324 nhá, các bác dùng rất bền luôn. Đấy, về các bác có thể xúc đá này, xúc xúc đá, rồi là xúc xúc những cái đồ ví dụ như là xúc đá đá viên. Đấy, rồi ví dụ như là các bác xúc gạo, xúc bột, xúc được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng vòm vòm này, các bác cầm các bác xúc vào, sau đó các bác chiết các bác sang những cái khác nhá, cực kỳ dày rất là chắn luôn, cầm dày cục quá nhá. Đó thì lên mã cho em sẽ là cái cây xúc đá bằng inox 324 nhá, dày rất là chắn lắm. Đó, về các bác xúc đá, xúc gạo, rồi xúc bột biết các thứ sử dụng rất nhiều việc trong gia đình nhà mình luôn. 50.000 một cây nhá, 50.000 một cây thôi. Đấy, nói chung là cầm phát ưng luôn, cầm nặng trịch luôn ạ. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm cũng về nồi nhà bếp này, đó là cái búa đập đá này. Đấy, búa đập đá em báo giá luôn nhá, 40.000 một cái búa đập đá này, 40.000 một cây, rất hay luôn. Về các bác dùng để đập đá này, rồi là giã thịt này, sử dụng nói chung là rất nhiều việc luôn. Đấy, ví dụ như là những cái món thịt các thứ đôi khi các bác cần các bác dùng, các bác giã ra cho nó mềm thịt các thứ ra, các bác dùng cái này, hoặc là ví dụ mình có những cái viên đá viên to đó, các bác muốn đập nhỏ ra các bác dùng cái con này, các bác đập chưa, đây là một cái đầu bẹt này, một cái đầu vân nhà. Đấy, các bác dùng để vừa giã vừa đập này, đập đá đập thịt dùng rất ok luôn. Đấy, rất là ngon. Đấy, giá thì 40.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ cái cây búa đập đá nhá, 40.000 một cái cây búa đập đá này, 40.000 một cây thôi. Về các bác xài dùng rất nhiều việc luôn, đập nọ đập kia, nói chung là dùng nhà bếp cây này cũng rất là hợp lý. 40k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã thùng đựng gạo này của thương hiệu Honoki. Đấy, à đâu, Hokodi nhá, thùng đựng gạo này 10kg này. Đấy, 170.000 một cái thùng đựng gạo này, 170.000. Hàng này thì của công ty Việt Nhật nhá, hàng Việt Nam. Đấy, của công ty Việt Nhật, có địa chỉ đầy đủ rõ ràng hết luôn này. Đó. Thì giá sẽ là 170.000 một cái thôi. Về các bác dùng để đựng gạo được chiếc rất là hợp lý luôn. Đó. Kích thước của nó đây có nhá, kích thước của nó thì 36,5 x 19 này nhân 7 nhân 37,5 này. Đấy, số lượng là một cái một thùng nhá. Rất là xịn sò ngon này luôn, 170.000 một cái.
Đây có nhá, đây tổng quan cái thùng đựng gạo đây. Toàn bộ thì chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá, rất chắc chắn để dẫn luôn. Đấy thì về cái con này thì cực kỳ dễ xài thôi. Về các bác mở cho nắp ra này. Đấy đổ trực tiếp gạo vào đây. Sau đó các bác đậy kín cái nắp này vào. Đấy thì khi mà đậy này vào, thứ nhất là nó sẽ gạo nước các thứ là nó không bị ẩm nhá. Thì các bác đậy vào, thứ nhất là nó gạo không bị ẩm này, thứ hai là chuột những cái con chuột, con rán các thứ là những con các thứ là nó không vào, là nó không vầy gạo, nó không ăn được gạo nhá. Đấy, rất là kín ngon lành luôn. Đây là phần chân đế này. Đấy, chắc chắn luôn, chống ẩm ngon lành. Đấy, phần nắp đậy các bác đậy kín vào treo là ok thôi. Đấy, trên này thì mình có thể để những cái đồ khác được ngon lành luôn. Đấy, và cái con này rất là tiện, đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm nữa một cái ca nữa này. Đấy, cái ca này là cái ca để đong gạo nhá. Thì các bác để vào đây, sau đó các bác ấn treo nút này. Đấy, nó có cái nút ấn này. Đấy, nó có nút ấn, các bác ấn vào là tự động gạo nó sẽ chảy ra nhá. Gạo hoặc là những cái dạng hạt kiếp các thứ là các bác để vào đây, ấn vào cái này là tự động là nó sẽ chảy luôn, rất ok. Đấy, nó chảy thì nó sẽ chứa vào cái ca này nha, rất là ngon lành luôn. Đó, cái ca này rất hay là nó thiết kế theo dạng là những cái khe này. Đấy, có những cái khe hở này. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác gạn thì nó sẽ ở đây, nó có những cái miệng này thì nó sẽ giữ lại gạo, còn là nước nó sẽ chắt hết ra. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây luôn. Đấy, mình đong căn làm sao nó phù hợp với cái lượng gạo mà nhà mình nấu ăn. Các bác đong luôn đây, vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác đổ trực tiếp vào song song nhà mình nấu luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Đó, thùng đựng gạo của thương hiệu Hokori nhá, hàng Việt Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Về các bác xài con này cho em rất ok. Đấy, bên trong đựng được là 10 kg gạo nhá. Kín đáo, yên tâm không lo chuột chày nó vào nó cắn phá này, rồi là ẩm mốc các thứ này, rất ngon lành luôn. Mà một thùng này đựng được rất là nhiều, 10 kg gạo luôn có nhá. Đựng được là 10 kg gạo luôn thì các bác thoải mái cho luôn. Đấy, đi kèm là có cả ca chiếc đi kèm. Đấy, và nút bấm vào đây cái là gạo nó ra. Có thế thôi. 170.000 một chiếc thùng đựng gạo nhá. 170.000 một chiếc thùng gạo 10 kg thôi nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái quạt điện của Camel này. Đấy, Camel thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Nó sản xuất theo cái quy trình công nghệ ở Nhật. Bác nào mà mua cái nồi chiên không dầu bên em ấy mà nó có thương hiệu Camel thì các bác biết là dùng rất là bền rồi. Đấy, anh em dùng cái nồi chiên không dầu chắc khoảng tầm hơn 3 năm nay không vấn đề luôn. Siêu bền nhá. Các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, con này là cùng thương hiệu với cái nồi chiên không dầu ấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt điện Camel nhá, quạt điện Camel. Đó thì cái này, con này nó xài điện 220. Đây, em quay cho bác về cái thông số này. Công suất của nó sẽ là 6W nhá, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này, 46 × 20.5 × 42. Đó, rất xịn sò ok luôn. Quạt thì màu trắng nhá, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đấy, các bác sử dụng này, quạt trong phòng ngủ này, phòng khách này, sử dụng gia đình này, quạt rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng 5 cánh nhá, 5 cánh, và hàng này là hàng cánh nhôm. Các bạn, hàng cánh nhôm nên là các bác xài rất bền. Đấy, hàng cánh nhôm xài rất bền, lồng liếc các thứ đi kèm chắc chắn ok. Phần đầu quạt này, rồi là phần thân quạt này. Đấy, rồi là phần đế cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái con này rất là hay, nó thiết kế rất thông minh. Theo cái dạng quạt điện đại bây giờ ấy, là nó sẽ có cái điều khiển từ xa. Bình thường là các bác muốn tắt quạt, bật quạt là các bác có phải thò, đang ở giường rất bất tiện, các bác có phải thò xuống là các bác bật quạt, tắt quạt rất là bất tiện mất công. Thì thay vì thế các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho. Đấy, đi về các bác mua pin, hai viên pin thì các bác lắp vào cho. Đấy, còn bên em gửi kèm nó không có kèm pin đâu nhá, nó chỉ nguyên điều khiển không thôi. Về thì các bác mua pin, các bác lắp vào cái điều khiển này, sau đó là các bác bật lên là các bác xài. Còn nếu mà các bác không tiện dùng điều khiển thì mình có thể bấm ở trên này được luôn. Đây là những cái nút cảm biến cảm ứng này, thì các bác bấm ở trên này thì quạt nó chạy quay có thế thôi. Đấy, bật tắt này, chế độ gió này, con này nó có cả chế độ hẹn giờ nhá, có cả chế độ hẹn giờ luôn nên các bác xài rất là tiện. Đấy, các bác hẹn mấy tiếng các bác bấm vào đấy. Rồi là chế độ đảo xoay chiều túc năng thôi nhá. Đấy, đảo xoay chiều túc năng. Nói chung là những cái chế độ cơ bản, và nó có tích hợp thêm đó là chế độ hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ. Cũng như là rất là hay là nó có một cái điều khiển từ xa nhỉ. Các bác rất tiện dụng luôn, các bác xài. Đấy. Ở đây em sẽ đo cho bác về kích thước quạt này. Em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của cái lồng quạt nhá. Kích thước lồng quạt của nó rơi vào là 40 nhá. Đấy, lồng quạt rơi vào là 40, cũng khá là to đấy. Chiều cao của nó thì chắc nó rơi khoảng tầm hơn mét. Đây là chắc khoảng tầm mét một mét mốt nhá. Chiều cao quạt rơi khoảng tầm 1m1. Nếu mà đo lên đến lồng thì nó rơi vào là đi 1m2 các bạn, 1m2, chiều cao là 1m2, là đo lên từ đỉnh lên đến lồng là 1m2. Nói chung là quạt khá là đẹp, cầm cực kỳ nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Có điều khiển từ xa, rồi là nút bấm ở trên thân quạt đều dùng luôn nhá.
các chức năng là y những quạt thông thường và có thêm một số cái option khác, nên là nói chung dùng khá là tiện về các bác phòng khách, phòng ngủ này, rồi là sử dụng này. Và nói chung là cái mức giá này thì em gửi đến các bác thì cái mức giá này nói chung là nó vô cùng tốt luôn, và đặc biệt đang trong mùa hè nóng nóng này, với mức giá nó chỉ có 450.000 thì nó giá nó quá là tốt luôn đấy, giá nó quá tốt luôn. Bình thường các bác mua cái quạt pet tại nhà, những cái quạt Việt Nam bình thường ấy, nó cũng rơi vào khoảng tầm là đi xịn sò ngon lành thì hơn triệu, còn nếu mà lại bình dân thì cũng ít, cũng khoảng tầm 600-700, chứ không phải là có giá 450 đâu, lại còn bao ship cho bác tận nhà luôn đấy. Thì khi mà gửi hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này, bên em không lắp đặt sẵn nhá, về thì các bác sẽ tự mở ra lắp đặt. Nói chung là cái này thì nó quá dễ dàng lắp đặt rồi, ai có thể lắp đặt luôn, hầu như là các bộ phận nó đã ráp sẵn rồi, các bác về chỉ việc là nối thêm những cái thanh đứng này rồi lồng liếc các thứ các bác cho thêm thôi, còn những cái các thứ là nó có sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc ráp vào là xà thôi nhá. Đây thông công suất là 6W này, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này. Đấy thì báo giá lại một lần nữa các bác nhá. Lên mã thì em sẽ là cái quạt cây, quạt đứng cameo có điều khiển từ xa là 450.000 một chiếc nhá. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Là sản phẩm này thì sẽ là hàng nguyên thùng nha. Đấy, cameo thì siêu bền và siêu chất lượng rồi các bác nhá. Đó. Siêu phẩm loa bong box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa bong box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k. Đấy, 450k và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, nhưng mà hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây, em sẽ đập hộp bác coi này. Trước loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích các nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe, những cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai C, các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên trang là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe, là USB này. Đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây. Đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy. Có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn. Đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc nghe nhủng cho em rất ok, rất tiện dụng đi picnic cắm trại dã ngoại cho em nhá, con nhá. Đấy, con này nó có cả hệ thống đèn led 7 màu nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây, em sẽ mở ra bác coi này, thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá, các bác giữ vào cái nút này cho em này. Đó, bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tin nhắn bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha, các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây, các bác nhìn này, đấy nó có cái mã Bong Box 3, các bác ấn vào kết nối cho em. Đấy, nó kêu tin cái kết nối nhá. Đây, em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất xịn sò, ok luôn nhá. Anh có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá. Nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bass căng các bác nhá, bass căng check sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn, cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng 3 di động, nghe cực kỳ hay. Các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà check ra check, nghe đâu ra đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, đây. Đèn 7 màu nháy cực kỳ hay. Có nhìn này, đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy của bát nó đập nào, nghe rất hay luôn.
đấy. Và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá, đấy mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn đấy. Còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện mà mình chọn bài nick bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn đấy. Ví dụ như các bác muốn đổi bài khác bấm luôn trên điện thoại nó nhanh đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó khó đây đấy, bấm điện thoại này. Đó, thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá, các bác cứ lên mã nhé, em sẽ đưa con loa B3 đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này đấy, bao ship tận nhà các bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá, loa của JBL rất xịn sò. Mã sẽ là bom bóp 3 B3 450.000 bao ship tận nhà rồi. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về một cái mã hàng rất là hot hit và bán cực kỳ nhiều bên shop đây. Đó là cái con máy cơ dâu Zandu này, thương hiệu như ông già, rất nổi tiếng luôn và bán cực kỳ nhiều. Và máy chạy cực kỳ êm, khỏe, cạo ngon, ok nhá. Hàng hãng rất chất lượng luôn. Đây, đấy, nguyên hộp nha, mới kem nguyên hộp luôn nhá. Một con sản phẩm máy cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác bỏ qua những con dao cạo đi. Đấy, mua cho em con máy về các bác trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nhá. Đóng trong hộp nhựa rất cẩn thận luôn này. Đấy, có phần bảo vệ bọc lưỡi này. Rồi đây là thân máy này, đấy, thân máy nút on off bật tắt này, đấy, on off bật tắt nhá. Bên dưới thì sẽ có là cái cổng sạc điện nhá. Con này cắm trực tiếp điện 220 là các bác sạc thôi. Các bác sạc cho em 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy. Đừng có để lâu quá nhá. Để lâu quá là pin nó sẽ chai và rất nhanh hỏng pin nhá. Đấy, và lúc nào mà các bác xài, các bác cảm thấy là máy nó yếu, nó hết hẳn pin thì các bác mới sạc nhá. Còn cứ đừng các bác sạc liên tục vào. Càng sạc nhiều thì pin nó càng nhanh hỏng ạ. Đấy, nói chung là mình cứ lưu ý những cái sản phẩm ấy thì dùng nó rất là bền, nói chung là của bền tại người mà. Đấy thì các bác dùng, các bác cũng nên lưu ý về những cái sản phẩm mà nó có những cái pin tích điện này. Đấy, để dùng hết hẳn đi bắt đầu các bác đã sạc lại cho em. Nên là dùng như thế rất là bền luôn. Và đi kèm với các bác là một cái chức năng rất là hay, đó là cái chức năng tăng đơ nhá. Đấy, tăng đơ thì các bác chỉ việc là ấn đẩy cho em cái này lên. Đấy thì sẽ hiện ra cái phần tăng đơ. Bật cho em công tắc lên thì nó sẽ chạy tăng đơ nhá. Và ví dụ như là những cái dâu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này các bác tỉa cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa cho nó ngắn lại. Và bắt đầu là khi mà nó ngắn lại rồi thì bắt đầu là các bác cất chèm cái tăng đơ đi. Và các bác bật máy lên. Đấy, bắt đầu là các bác di. Đấy, di. Những cái chỗ nào mà dâu nó cứng, dâu nó dài thì bắt đầu là các bác chấm cho. Đấy, chấm chấm nha. Đấy, chấm nha. Và những cái chỗ nào mà bắt đầu là dâu nó bắt đầu là nó đều đều, nó dễ cạo, bắt đầu các bác di. Đấy, con này cái chức năng cạo của nó là dạng lưỡi ngang. Nên các bác cứ di đều tay, di đều tay, di đều tay. Di vừa di các bác vừa gãy, vừa di vừa gãy nhá. Vừa di vừa gãy. Còn những cái chỗ nào mà dâu nó dài này các bác chấm chấm nhá. Chấm chấm này. Đấy các bác chấm này. Đấy chấm cho nó giữ lì, chấm xong miết nó giữ lì cho. Đấy. À, máy của dâu này các bác cạo là nó cũng cả là một nghệ thuật đấy, chứ không phải là nhiều khi nhiều bác cạo cũng không, có khi các bác cạo không đứt đâu. Đến lúc các bác bảo là bán cho bác máy đều hay nha. Đấy, chủ yếu là do các bác bản thân các bác xài, các bác chưa biết xài. Đấy nên là các bác xài thì các bác nên để ý, và các bác xài một thời gian thì các bác sẽ quen thôi. Đó, một con máy cơ dâu rất chất lượng luôn mà giá thì vô cùng bình dân hạt rẻ nhá. Rồi lên mã giúp em sẽ con máy cơ dâu bạc nhá. Máy cơ dâu bạc hoặc là máy cơ dâu Zandu. Đấy, thương hiệu mình ông già nha. Giá của nó thì sẽ là 90.000 một chiếc máy cơ dâu nha. Chỉ có 90.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Bỏ ra cho em chưa đến 100.000 sở hữu là một cái con máy cơ dâu này về các bác xài dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là lưỡi thay thế nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thay thế thì bên em đang bán một bộ lưỡi thay thế, cả màng cả lưỡi nhài là một bộ, nhài là 20.000 một bộ nhá, 20.000 một bộ thôi, giá rất bình dân. Hướng dẫn các bác thay lưỡi luôn này. Thì về các bác muốn thay lưỡi thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, rút cho em cái này ra, rút mạnh như này. Đấy, rút ra nhá. Thì đây nó sẽ lộ cái phần lưỡi lên và các bác rút cho em cái này ra. Đấy, thì các bác cái này là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi này. Thì các bác bỏ cái lưỡi cũ đi ra, cắm cho em cái lưỡi này vào đây, cắm đây. Cắm phịch cái và thế là xong. Đấy, có thế thôi, rất là dễ dàng thay thế nhá. Đây các bác cắm ở đây, ấn mạnh tay cho em chút này. Đấy, kêu cái tạch cái là khớp vào là xong. Ok, sau đó là các bác lại đậy cái này vào. Đó, và cái màng này các bác muốn thay thì các bác đẩy cho em cái màng này ra. Đây nó có cái màng này. Đấy, đẩy cái màng này ra. Đấy, các bác lại thay cái màng khác vào là xong. Ok. Đấy là các bác bật máy đi là các bác lại xài thôi. Đấy, chỉ việc là sạc pin, xài và thi thoảng là nếu bẩn thì các bác lấy ra. Đấy, mở ra các bác vệ sinh, lấy cái chổi bàn chải ánh răng các bác quét qua cho em một lượt là xong là ok. Rồi.
90.000 một con máy cạo râu nha. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thay thế nữa thì bên em đang bán một bộ lưỡi này là 20.000 một bộ nhá. Lưỡi thay thế là 20.000 một bộ. Còn nguyên máy không thì đang bán cho bác là 90.000 một máy nhá. Đấy, đang bán cho bác là 90.000 máy thôi. Giá rất bình dân. Ở đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này để các bác cùng xem và trải nghiệm này, các bác cùng coi này. Mua rẻ cạo đấy, không lỗi. Đây, cạo không lỗi hay là lỗi hay không thì anh em có thể xem qua này. Biết cách mua hàng online mà không biết cách sử dụng thì cũng bứt anh em ạ. Và đây một cái máy cạo râu Zandao này. Với cái bộ râu này thì rất nhiều người khi mà sử dụng cái máy này chưa biết cách cạo nếu mà mới mua nhá. Và mọi người có thể nhìn qua này. Đầu tiên là sẽ cạo râu ngắn đi, và khi mà ở bên hông có chức năng gạt lên. Đấy, có nhìn trong video test thì trước khi cạo thì nếu mà râu dài là các bác dùng cái tăng đơ. Các bác tỉa giúp em cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy. Khi anh em cạo râu ngắn đi rồi ấy thì bắt đầu là mình mới cạo mảng đấy ngang nhá. Và lưu ý nhá, lưu ý cho bên mình này, khi mà cạo mảng đấy ngang mà khi râu nó vẫn dài quá thì anh em phải lưu ý, chứ không phải cứ thế là đè ra cái cạo cũng không được đâu anh em. Nếu mà dài quá thì mình sẽ hơi chấm nhẹ đấy, vừa chấm vừa trườn nó sẽ rất là sạch rồi và không hề đau rát anh em nhá. Máy mà hiểu được cơ chế thì cạo rất là sướng. Đây ví dụ ở cái chỗ phần này nó vẫn còn dày này thì mình thay vì thế mà mình đi thì nó sẽ là chưa được sạch, nhưng mình chấm vừa chấm mình vừa đi nhé, nó sẽ rất là sạch rồi anh em ạ. Và cái máy này không phải là ai mua về cũng biết cách cạo đâu anh em, còn nếu anh em hiểu được cái cơ chế thì cạo rất là sướng luôn, nó êm ái ngọt ngào và không hề đau rát da nhá. Quan trọng mình phải hiểu kỹ thuật anh em ạ. Và anh em nào quan tâm đấy, thực tế về cái sản phẩm nhá, các bạn nhìn này, đấy, sau khoảng tầm chưa đến 1 phút luôn, cạo rất sạch sẽ nhá. Đấy thì em đã hướng dẫn các bác cách cạo luôn này. Đấy, các bác tăng đơ đi trước, sau đó các bác cạo, và những cái chỗ nào râu dài, râu nó dày thì các bác chấm nha. Đấy, chấm cho nó các bác gì, chấm cho nó các bác gì. Dùng rất ok luôn. Con này biết cơ chế, biết cách cạo, nó cạo rất sạch, cạo rất ngon luôn. Đó, 90.000 một con máy cạo râu Zandao nhá. Đấy. Chủ yếu là do các bác chưa biết cách sử dụng thôi, chứ còn thực tế thì máy nó không phải là máy nó không biết cạo đâu. Máy nó cạo còn ngon hơn dao rất là nhiều luôn, và dễ cạo hơn rất nhiều luôn các bác. Đó. 90.000 một con máy cạo râu này các bác nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế nhá. Thì các bác muốn mua thêm thì các bác báo nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã chảo 18cm, em còn ít nữa em cũng xả kho luôn cái mã luôn. Đấy, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã cho em xem cái chảo 18cm nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 18cm nha. Và đây là cái phần quai đi kèm, thì về các bác lắp cho cái phần quai vào thì nó sẽ có quai đi kèm luôn. Đấy, chảo thì được chống dính bên trong bên ngoài luôn. Đây, đều phủ một lớp chống dính bên trong bên ngoài. Đây là bên trong này, đây là bên ngoài. Đấy, cái con này nó rất là nhỏ gọn, nó đường kính nó chỉ khoảng tầm 18cm thôi. Về các bác ví dụ như úp mì với đây này, rồi là các bác dán một vài quả trứng vào đây, rồi là kho gym những cái ví dụ như mắm tép, mắm tôm cái thứ gì. Đấy, kho gym những cái món nhỏ nhỏ ở đây cũng rất là ok, rang thịt vậy cũng thoải mái luôn này. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây, em đo cho bác về cái kích thước này, đường kính của nó chỉ có 18cm thôi. Đấy, đây, nhỏ gọn tiện lợi mà rất là hay luôn. Đó. À, đi kèm là cán chảo nha, thì về các bác lắp vào là các bác xài. Bên em gửi đi thì sẽ tháo rời ra tiện việc vận chuyển. Còn khi mà nhận hàng thì các bác cứ lắp vào các bác xài thôi. Chảo đi rất là dày, rất là chắn nhá. Dày cực kỳ luôn, cầm cực kỳ nặng tay, chắc tay. Đấy. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo 18cm nhá. Đấy, chảo 18cm. Bên em đang gửi bác một cái chảo 18cm này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 50.000 đấy. Đợt này em đang xả kho bán này bác luôn, chỉ có 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái chảo đường kính là 18cm. Đấy, chảo 18cm này. Giá sẽ là 30k một cái thôi. Giá rất bình dân luôn. Đấy, chỉ có 30.000. Giá quá ok luôn đấy. Hàng này bên em ôm lô thanh lý siêu thị được, nó mới có những cái giá nó tốt nhà các bạn. Cái lô gừng ngâm chân này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bịch gừng ngâm chân nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi các bác nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi về các bác dùng để ngâm chân nhá. Rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Đấy thì một bịch này là 100 cái túi nhỏ về các bác chia ra. Đấy, mỗi lần các bác ngâm một hai gói một lần. Đấy, các bác chuyên dùng để ngâm chân nhá. Đấy, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Giá thì em báo luôn nhá, một túi gừng ngâm chân này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một túi thôi, chỉ có 50.000 mà các bác là mua được là 100 cái gói gừng nhỏ. Đây em sẽ bóc cho bác một túi này. Đấy, hàng mới nguyên túi này luôn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe, về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Mùi cực kỳ thơm, mùi gừng rất là thơm. Nó là tinh chất bột gừng, tinh chất bột gừng. Đấy, người ta nghiền ra, người ta sẽ đóng thành túi nhỏ như này. Đấy, để về các bác sử dụng là các bác chỉ việc lấy những cái túi nhỏ là các bác xài thôi. Đó, thì ví dụ các bác mỗi lần các bác ngâm các bác cứ dùng cho 1-2 gói nha. Đấy, các bác đun sôi cái nước lên,
thả cái túi gừng này vào, sau đó là các bác pha thêm nước ấm vào. Đấy, sau đó là các bác ngâm trực tiếp vào chân của mình là ok thôi. Đấy, ngâm hoặc là sông đều được nhá. Túi gừng ngâm chân nhá. Một cái túi to nhà là sẽ được là 100 cái túi nhỏ nha. Đấy, 100 cái túi nhỏ này. Cái này thì nó là dạng túi lọc nên các bác chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc đâu nhá. Chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc ra cả. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy đi đây. Một túi này là 100 gói nhỏ nha. Đó, rất là ok luôn. Giá nó chỉ có 50 ngàn thôi. Rất nhiều tác dụng của cái túi gừng ngâm chân nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đây các bác cùng coi này. 6 lợi ích của việc ngâm chân với gừng. Một là giảm đau và sưng. Gừng có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng đối với những người bị đau nhức cơ, xương khớp hay phù nề ở chân. Hai là kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Gừng chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ chân khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ba là thúc đẩy tuần hoàn. Khi ngâm chân trong nước ấm có gừng, nhiệt độ cao giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự lưu thông của máu trong cơ thể. Bốn là giảm căng thẳng và căng cơ. Việc ngâm chân bằng gừng có thể giúp giảm căng thẳng, căng cơ sau một ngày làm việc căng thẳng. Năm là giảm mệt mỏi. Tinh dầu gừng có khả năng kích thích tăng cường sự tỉnh táo, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho cơ thể. 6 là tăng cường sức đề kháng. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật. 6 lợi ích đấy, 6 lợi ích của gừng ngâm chân nhá. Rất nhiều công dụng cho cái túi gừng ngâm chân này, về các bác dùng để xài, đặc biệt cho bác người cao tuổi, người già dùng cái túi túi rất ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 50 ngàn thôi, 100 túi luôn, về các bác xài tẹt bô luôn. Đó, túi gừng ngâm chân nhá, 50 ngàn một túi. Tiếp theo lên mua một số cái mã hàng xả kho bán nhanh bác luôn này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái con đèn pin nhá, con đèn pin. Cái này thì em báo giá xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đèn pin, mã sẽ là cây đèn pin D1 nhá. Bữa trước cây này đang bán là 160 ngàn. Đây em xả luôn bác, giá thì cực kỳ là dễ mua luôn. 120 ngàn một con đèn pin D1 nha, 120 ngàn. Đấy, bán nhanh xả kho luôn. Một con đèn pin này sẽ gồm có là một chiếc đèn này, một viên pin này, sử dụng pin 18650 nhá. Đây, pin 18650 rất ok luôn này. Đấy, 3.7V này và một cái cọng dây cáp sạc đi kèm rất ok. Đây. Em sẽ cho bác xem thân đèn này. Đấy, con đèn này cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn luôn, đèn chắc chắn lắm, cầm cực kỳ chắc tay. Toàn bộ thân của nó thân nhôm nhá, rất nhỏ gọn, nó khoảng tầm 20 cm thôi, bỏ vừa túi quần luôn, các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Có thể là kéo dài ra thu ngắn lại này, kéo dài ra thu ngắn lại là các bác điều chỉnh cái pha to rộng nhá. Đấy, to nhỏ, phần dây đeo này, dây cáp sạc này. Đấy, con này thì nó sử dụng cái pin 18650, nó là cái pin tích điện nhá. Thì các bác muốn sạc các bác rút ra, sau đó các bác cắm vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn sạc sẽ là cái nguồn sạc 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại hoặc là cái cổng USB 5V ấy, là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy thì hướng dẫn các bác lắp pin luôn nhá. Xoáy cho em lắp đít này ra này. Đấy. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin này vào. Đấy, lắp viên pin này vào. Và các bác xoáy cái nắp này vào. Xoáy chặt giúp em nhá. Các bác xoáy chặt tay giúp em nhá. Các bác xoáy lỏng là bật nó không lên đâu. Các bác phải xoáy là nó chặt tay vào. Đấy, xoáy nó khớp gen rồi. Đó đây, xoáy nó khớp gen rồi nhá. Xoáy chặt giúp em nhá. Đấy, xoáy chặt. Và các bác bật đèn. Đấy, đây là sẽ sáng này, đèn rất sáng luôn, con này thì sáng lắm. Con này chế độ sáng hẹp này, chế độ sáng rộng này, nó có điều chỉnh các pha luôn nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các pha này. Đấy, muốn rộng ra thì các bác thu vào, còn các bác muốn cho cái tiết diện sáng nó hẹp vào. Đấy, thì đây, các bác kéo nó dài ra. Đây, là bật thao tác là các bác chỉnh cái phần đầu này. Đấy, là kéo ra thu vào thì nó sẽ chỉnh cái pha nó luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác muốn ánh sáng rộng các bác cho ánh sáng rộng ra, muốn ánh sáng hẹp vào nó tập trung trung độ sáng vào để các bác soi xa thì các bác cho nó thu vào nhá. Đấy, con này thì cực kỳ sáng luôn, sáng lắm, sáng cực kỳ, sáng khủng khiếp luôn, các nhìn này, sáng trắng xóa luôn này. Đây này. Đấy, thấy không? Rất tiện dụng luôn nhá. Mà toàn bộ thân này của nó thân nhôm, tản nhiệt tốt mà lại cầm nó chắc tay. Đấy, mà nó bền, không gì xét nhá. Rất ok luôn, thiết kế thì chắc chắn. Giá thì đang giảm giá xả kho chỉ có 120 ngàn thôi. Các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, có cả nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Rất ok. Đây. Đấy, đèn rất sáng luôn, sử dụng dòng mắt LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đó thì về thì các bác chỉ việc lắp pin vào là xài thôi. Lúc nào hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây và các bác sạc đầy pin cho nó. Đây, nó có cả cái đèn báo pin đây này. Đấy, hiện tại pin nó đang đầy 4 vạch, đang đầy luôn này. Lúc nào thì hết pin nó sẽ báo cái vạch pin ở đây luôn. Rất ok. Đó. Lên mã thì em sẽ là cái đèn pin D1 nhá, bao gồm là cả cộng dây cáp sạc này, rồi là thân đèn, cả pin đi kèm luôn, pin 18650 nhá nhá. Pin này thì nói chung là cái pin này thì dễ kiếm, dễ thay. Ví dụ sau này các bác có hỏng thì các bác vẫn có thể mua thêm. Thì bên em cũng đang bán cái pin này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm cái pin này thì
Bên em đang bán lẻ một cái viên pin 18650 này là 20 ngàn một viên nhé. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm pin để dự phòng, còn không thì sẵn trong hộp là nó có pin sẵn rồi, thì các bác không cần mua thêm nữa. Còn nếu mà dùng nhiều muốn mua thêm thì đang gửi bác là 20k một viên pin 18650 nhá. Còn full bộ là đầy đủ, có pin biếc sẵn hết rồi, là full hộp nha, là 120.000 nhá, đang giảm giá rất tốt luôn. Đèn pin D1 nhá, 120k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ Sen Inox này, báo giá bác luôn. Bộ này thì giá bình dân cực kỳ, mà sản phẩm rất chất lượng luôn, 110.000 một bộ đâu nhá, 110.000 một cái bộ vòi Sen Inox nha, 110.000 bộ đây. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một tay sen này, bằng chất liệu là bằng inox 304, su 304 này, đấy, hàng bãi của Nhật nhá, Osaka Japan, đấy có chữ Osaka Japan này. Inox 100 inox rất dày nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, dùng thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Dày dẫn cầm nặng trịch luôn. Đấy, một con tay sen này. Đi kèm với bác là một dây nhá. Một dây là dây chống gập chống rối nhá. Dây thì cũng sẽ là dây inox luôn. Đấy, dây cũng sẽ là dây inox luôn, và gen của nó toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Toàn bộ là gen 21 luôn, nên là cái kích cỡ này rất là phổ thông, về các bác lắp đặt vào những cái củ sen nhà mình là quá là ok rồi. Đấy, đây. Sen toàn bộ là sen 21 đấy. À, gen toàn bộ gen 21 nhá. Về các bác kết nối vào tay sen nguồn nước nhà mình là các bác xài thôi. Cái này thì nói chung là quá dễ dàng lắp đặt rồi. Những cái chỗ mà kết nối này thì các bác bổ sung thêm cho em một ít cái băng keo non ấy, là nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn mà không bị hở nước là ok. Đấy, và vẫn còn nữa luôn, là đi kèm với bác là một cái bộ giá đỡ kèm cả ốc vít luôn. Đây, đây là cái giá đỡ sen này. Thì về các bác khoan cho em hai cái lỗ. Đấy, sau đó các bác bắt cái giá đỡ sen này lên tường và đi kèm có cả ốc vít cho bác luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Đấy, một bộ nha là 110.000 thôi nhá, 110.000, hàng của Osaka Japan, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng luôn, hàng bãi Nhật nhưng mà hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới chưa qua sử dụng luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox nhá. Đấy, bộ vòi sen inox, một bộ này là đầy đủ phụ kiện, về chỉ việc lắp vào là sai, là 110.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox này, sen inox đó, 110k một cái bộ sen inox nha, chỉ 110k thôi, giá rất là bình dân luôn, chất liệu là inox 34. Cái này các bác cứ nhận hàng kiểm tra test nâm châm thứ cho em thoải mái luôn, toàn bộ inox, cả cái giá đỡ này cũng bằng inox luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn nha. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này, test cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Nước ra khá là mạnh và rất là mịn luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây, tôi không ngờ nước từ vòi sen này lại mạnh đến vậy. Toàn bộ được làm bằng inox 304, gen phổ thông 211, lắp đặt rất đơn giản. Hãy nhìn này. Wow, thật tuyệt vời phải không? Nó còn có tác dụng tăng áp. Nước cũng rất mịn, tạo cảm giác được massage. Và khi bị bẩn và tắc, bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Bên trong còn có lọc bông nữa. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đấy, một cái bộ vòi sen, cái bộ vòi sen inox rất ok. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chắc chắn chất lượng, lượng nước ra đều khỏe ok. Đấy, hàng bãi ở Nhật nhá, Osaka Japan. Lên mã nha, sơn cái bộ sen inox nhá, 110.000 một cái bộ sen inox nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khay, cái khay chữ nhật dạng khay lẻ này. Đấy, thì đợt này về tiếp cho bác cái mã khay lẻ thì em sẽ bán xả kho mấy cái mã luôn đó, cho các bác dễ mua luôn này. Giá thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại thì bên em nó có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Đây, cái con này là khay to này. Đấy, con này là khay to nhá, rất chắc chắn luôn, su 304. Đấy, rất xịn sò. Con này con khay nhỏ này, đây đo cho bác về kích thước nhá. Con khay to này đựng khá là nhiều đấy. Con này chiều dài của nó rơi vào là 25 này, bản rộng của nó vào là 18 này, 18 rưỡi này, chiều cao của nó rơi vào là 4 cm nhá, 4 cm. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là nắp đậy luôn, rất cẩn thận nhá. Về là các bác ví dụ như bảo quản đồ ăn cái thứ này, để trong tủ lạnh này. Đấy, thì các bác cho vào những khay này rất sạch sẽ, ok luôn, an toàn sức khỏe nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác đựng đồ ăn, đồ uống, rồi những cái đồ khô, đồ ướt vào đây được hết luôn. Đấy, ướp thịt, ướp thà vào đây, xong mình bỏ tủ lạnh này. Cái con này hay, nó có nắp đậy này. Thứ nhất là ví dụ các bác để ngoài không lo nó bị ruồi chứ có thứ nó bâu vào này. Và thứ hai là ví dụ là các bác để nó tủ lạnh ấy, thì mình cũng có thể là chồng lên nhau được luôn. Đấy, vì nó có cái nắp đậy này, các bác chồng lên nhau thoải mái luôn. Đấy, vừa đỡ tốn diện tích mà tận dụng tối đa không gian của tủ lạnh nhá. Đấy, rồi các thứ ra. Đây là cái khay to nhá. Tiếp theo là khay nhỏ này. Khay nhỏ này kích thước của nó vào là bản chiều dài của nó rơi vào là 13,5 này, bản rộng của nó vào là 10,5 này, 10,5 này, chiều cao của nó rơi vào là 4 cm nhá. Đấy, cũng khá là to tát chắc chắn luôn. Con này thì cũng su 304, cái này là khay nhỏ nhá, cũng đi kèm là có cả nắp đậy luôn. Đây, đấy, đi kèm cả cái nắp đậy nhựa trong suốt nha. Đó thì em báo giá luôn các nhá, báo giá luôn.
lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhỏ này, khay nhỏ thì khay chữ nhật nhá. Đấy, lên mã, cứ lên mã cho em sẽ là khay chữ nhật. Đấy, hai mã là một mã to và một mã nhỏ này. Mã to này thì em báo giá luôn, giá thì bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay xả luôn với bác chỉ có 40.000 khay thôi, 40k một cái. Còn cái khay nhỏ thì bữa trước đang bán là 30, hôm nay xả luôn với bác còn có 20.000 thôi. Đấy, 20.000. Đấy, các bác lấy cái mã khay nào thì cứ báo cho em nhá. To là 40. Đấy, cái con to test chắc chắn này 40. Đấy, bác nào dùng nhiều thì mua con này, 40.000 một cái này. Đấy, rất to, đi kèm nắp đậy này. Và cái con nhỏ thì đang của bác là 20. Đấy, bác nào mà dùng ít thì mua con nhỏ này về xài thoải mái luôn. Đó, khay nhỏ thì là 20 nhá, 20.000 một cái, còn khay to thì là 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Đấy, bằng su 34, rất chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác bảo quản đồ ăn, các thứ để trong tủ lạnh, để ngoài cho em thoải mái, nó có nắp đậy này rất yên tâm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã bút lông dầu này. Đấy, rất nhiều bác hỏi vì cái bút lông dầu này em hay lấy ghi để em viết giá mà. Đấy, em hay ghi để em viết giá ở đây này. Đấy, viết giá cả sản phẩm ấy thì cứ nhiều bác hỏi em bảo là mua cái bút lông dầu này ở đâu, có bán không thì đây. Đấy, tiếp tục về nhá. Lên mã em sẽ là cái bút lông dầu. Thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy, một hộp này là 10 bút này. Đấy, 10 bút thì sẽ có giá là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu 10 cây. 10 cây bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 50k. Bình thường các bác ra cửa hàng biết thì người ta bán cho bác 10.000 một cây này. Đấy, nhưng các bác mua cả hộp bên em giá nó rất hạt rẻ luôn. Tính ra là gần như là giá gốc luôn đấy. Đấy, 10 cây mà chỉ có 50.000, tính ra là vào có 5.000 một cây thôi. Đấy, bút lông dầu nhá, bút lông dầu. Hàng này thì hàng của Thiên Long nhá, nên là yên tâm. Đấy, đây, hàng của Thiên Long này, đây, hàng của Thiên Long rất xịn sò, ok luôn. Nên là các yên tâm nhá, dùng viết đậm. Đó. Bút dùng để viết trên nhiều bề mặt này, không độc hại này. Đấy, an toàn với môi trường nhá. Đấy, viết trên rất nhiều chất liệu khác nhau luôn, rất ok. Đấy, 10 cây là 50.000 nhá, 10 cây là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu. À thì báo luôn là có hai mã màu nhá, một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Thì các bác lấy mã nào cứ báo nha. Đấy. Màu xanh màu đỏ là đồng giá là cứ một hộp như này là 10 cây là 50.000 thôi nhá. Một hộp là 10 cây là 50.000. Giá rất là bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng. Đấy, các bác về nói chung là dùng nhiều thứ lắm. Về mình đánh dấu này, rồi là các bác cơ khí đánh dấu và sắt thép các thứ này cũng rất ok luôn. Rồi là các bác thầy cô giáo là viết bảng các thứ rồi. Quá ok luôn nhá. Rồi là các bác ghi giá ghi cả như em đang sử dụng này cũng ok luôn. Đấy thì một hộp này là 10 cây nhá, 50.000 một hộp. Đó thì sẽ có hai mã màu là một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Lấy mã nào thì cứ báo nha em. Lấy màu nào thì báo cho em nhá, để em biết lối em nhặt cho các bác. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã cây ô dù tự động này. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Con này toàn bộ nó bằng tự động luôn, bấm lên mở xuống tự động luôn, rất ok nhá, rất là hay. Giá em báo luôn 80.000 một cái nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng, mùa mưa nhiều liên tục này. Các bác nên có một cái, hoặc ví dụ các bác đi chơi đi du lịch này, mang đang vào mùa chơi đi du lịch này, mua cho em sắm cho em một cái này. Nó rất là nhỏ gọn thôi, chiều dài khi mà thu vào nó dừng ở tầm 40 cm thôi. Các bác cầm đi cầm lại rất tiện dụng. Đấy, mình che nắng, che mưa này. Rồi các bác đi làm đi ăn thứ rồi. Đấy, tiện dụng để trong cốp xe hoặc thứ rồi mình mang đi. Đấy, thi thoảng ví dụ bất chợt nó có trời mưa trời gió thứ rồi, hoặc là trời nắng các bác lấy cho các bác che nhá. Trời mưa thì chống nước rất ok, trời nắng thì chống tia UV, tia cực tím nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mà giá nó chỉ có 80.000 thôi. Mà ô rất là rộng, ô đường kính 1 mét đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn đây. Mở ra bác con một cái này, rất chắc chắn chất lượng dày dẫn luôn. Hàng thì hàng sẽ là hàng gọng kép nhá. Đấy, hàng gọng kép nên có yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở test bác con này. Đấy, các bác chỉ việc bấm lên cho em nhá. Đó, nó sẽ bật lên này. Các bác muốn thu vào này bấm lên cho em. Đó, thu vào luôn, rất ok, nhanh gọn lẹ nhá. Còn thao tác còn lại các bác chỉ việc thu vào ngắn này cho em, thế là xong. Đó, còn bây giờ đây em sẽ mở ra bác con về cái đường kính của nó này. Mở ra này. Đấy, đường kính rất to luôn. Con này đường kính là nó vào khoảng tầm 1 mét nhá. Từ bên này sang bên này là 1 mét nên là nó rất là to, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đấy. Chống tiêu UV tiêu cực tím và rất chắc chắn đây. Giật cho bác con. Đây. Các bác giữ cho em thoải mái luôn. Giữ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Giữ thoải mái nó không bong luôn này con này. Đấy, giật thoải mái luôn. Đó đây, lại thu vào ngon lành luôn. Rất chắc chắn chất lượng nhá. Quá ok luôn. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác thao tác nó rất là tiện, đỡ vất vả nhá. Này, mở lên này, thu vào này. Đó, và các bác chỉ việc thu ngắn vào cho em. Thế là xong. Đó, rồi. Mã ô dù tự động nhá, chắc chắn. Rồi là dày dặn 80.000 một cái nhá. 80.000 một cái mã ô dù tự động nhá. 80.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà sử dụng rất là thông minh luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái cây luôn.
Bữa trước thì đang gửi bác một cái cây lấy dấu băng đồng nha. Giá thì 50.000, em xả luôn cho bác dễ mua luôn này. 30.000 một cây. 30.000 một cây thôi. Giá rất bình dân, mà cái cây này nói chung cực kỳ cần thiết luôn. Từ cho các bác dùng cho đến gia đình này, rồi là đặc biệt cho anh em thợ thuyền này, dùng cũng quá là cần thiết luôn. Đấy, dùng rất cần thiết nhá. Đấy, các bác về khoan đục mình có lấy dấu để các bác đánh dấu cũng rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ bóc một cây cho bác coi này. Toàn bộ nó thân là bằng thân đồng nhá. Đấy, thân bằng thân đồng. Đây là cái phần đầu nhọn này, đầu nhọn. Con này thì nó chiến mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép rồi là đồ gỗ, nhựa các thứ rồi. Đấy, rồi là con này có một cái chức năng rất hay là nó có thể phá được cả kính luôn. Rất ok nhá. Các bác bắn vào kính là vỡ kính luôn đấy. Đó, đây. Phần đầu này, đấy, rồi là phần đầu nhọn này, thân này, ta du gen hết luôn, chống trơn trượt các nhá. Đây em sẽ bắn test bác coi này. Con này lấy dấu cực kỳ chất lượng luôn, dùng thích lắm. Đây nha, em sẽ lấy dấu lên cái chỗ này các nhá. Đây. Cái này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc ấn này, ấn này. Đó, có dấu luôn này. Đây em làm lại bác một lần nữa nhá. Đây này, cái dấu vừa lấy này. Đó đây. Các bác nhìn này. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn vào này. Đấy, kêu mình tải cá xong. Đây. Thấy chuẩn không? Đây, làm cho phát nữa nhá. Đây, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Cái này nó đơn giản lắm mà nó hay lắm. Đấy, đây. Nhìn này. Đấy, cái này em đang lấy dấu trên sắt thép kim loại nha, còn về các bác lấy dấu ở những cái chỗ mà những cái đồ gỗ thứ giờ thì nó còn lún nữa. Đấy, đây. Đồ gỗ đồ nhựa thứ là còn lún nữa, đây các nhìn này. Đấy, dấu là to rõ ràng. Đấy, lấy dấu để các bác đánh dấu những cái lỗ để các bác khoan đục các thứ này cũng rất là chuẩn xác chính xác luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đó thì em đang xả luôn cái cây này, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Về các bác chốt nhanh luôn. Nói chung là rất cần thiết trong gia đình. Rồi anh em thợ thuyền xài con này cũng rất ok. 30.000 một cây nhá, cây lấy dấu bằng đồng. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái con máy massage. Đấy, 4 đầu 6 cấp độ, rất xịn sò. Đây, một con máy massage 4 đầu 6 cấp độ nhá. Nó sẽ gồm có là 4 đầu massage, một thân máy này và một con máy này nó sẽ có tổng là 6 cấp độ từ mạnh đến từ nhẹ mạnh nhá. Đây, thân máy đây nhá, thân máy này. Đây là phần công tắc này. Đấy thì con này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc giữ lì cho em cái nút nguồn này là máy sẽ khởi động, bấm một lần tiếp theo là nó sẽ nảy được các cấp độ khác nhau thì nó sẽ báo đèn. Bấm đến đâu nó sẽ báo đèn đấy nhá. Đấy đây. Tăng giảm thì các bác bấm một lần, còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì xem. Tắt thì giữ lì, bật thì giữ lì nhá. Bật tắt giữ lì, còn các bác bấm một lần nó sẽ tăng cấp độ giảm cấp độ nhá. Đây là cái cổng cáp sạc này. Con này thì nó sẽ có một cái lốc pin bên dưới này, như là 3 viên pin 18650 nhá. Đấy, rất trâu bò luôn. Thì về là các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm cái dây cáp này vào. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, ví dụ như nhà các bác về là có cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái cổng USB là các bác cắm sạc được cho cái máy này rồi. Đấy thì nếu mà các bác nào chưa có thì mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Thì ngoài lề một chút nhá, nếu mà các bác muốn mua cái cục sạc Samsung bên em đang bán đây thì em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A nha, 5V 2A nhá, có cổng USB, về các bác có thể cắm sạc điện thoại hoặc là sạc những cái thiết bị như máy massage như vừa nãy em quay là ok. Thì đang bán cho bác một cái cục sạc 2A như này là 30k một cục nhá. 30k một cái cục sạc 2A nhỉ, 5V 2A nhá, công suất là 5V 2A. Hàng của Samsung nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, sử dụng cắm trực tiếp vào điện 220. Sau đó là cái cổng này các bác kết nối với cái chân USB. Đấy, và các bác cắm sạc cho những thiết bị nó dùng nguồn 5V, ví dụ như là cái con máy massage hoặc là ví dụ như là dây sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác sạc rồi. Thì cái củ sạc này đang bán với bác là 30.000 thôi nhá. Đấy, quay trở lại với cái máy massage. Đấy thì con này thì nó sử dụng tích điện nhá, hết pin thì các bác lại sạc vào, và khi nào đầy pin thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Nó rất là tiện dụng, dễ sử dụng nhá. Đấy, 6 cấp độ các bác điều chỉnh ở đây. Còn đi kèm trong hộp nữa thì sẽ có là 4 cái đầu massage khác nhau này, một cái đầu tròn này, một cái đầu hai cạnh này, một cái đầu tù này. Đấy, rồi một cái đầu nhọn này. Đấy, nói chung là 4 cái đầu này nó massage rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy, còn nếu mà các bác lắp đầu thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Bác lấy cái đầu massage các bác muốn massage, ấn vào đây cho, ấn mạnh vào. Đó, ấn vào, sau đó các bác giữ lì này. Đó, máy sẽ khởi động lên. Đấy, ví dụ em để khoảng tầm cấp độ 4 như chẳng hạn này. Đấy, em sẽ test bác độ sức mạnh nhá. Con này cực kỳ khỏe luôn, mạnh lắm đây. Đây đây. Nhìn này. Nhảy như ngựa luôn nhá. Đấy, nhìn này. Con này massage rung người lên luôn đấy nhá. Để tay chân rung luôn này, nhìn này. Đấy, thấy không? Dã man luôn, thích lắm. Về sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác lấy con này ra, các bác massage chân tay người ngậm những chỗ nào đau đớn là các bác massage cho em, thích cực kỳ luôn. Đấy,
rất ok nhá. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ cái con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì một con máy massage này giá hiện tại đang giảm giá đó bác, giá rất tốt dễ mua luôn. Máy massage hoặc là súng massage đều được nhá. Con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì bữa trước con này đang bán là 200, hôm nay em xả luôn bác, giá rất dễ mua luôn. 150.000 một máy. 150k một con máy massage nha, chỉ 150.000 thôi. Giá rất bình dân. Đấy, mua về các bác massage hoặc các bác mua về làm quà biếu tặng cho người thân. Đấy, bố mẹ anh ông bà chị em rồi mua về biếu người thân cũng là một cái món quà rất ý nghĩa luôn nhá. 150k một con máy massage nha. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ, mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, nên mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm. Đấy, cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao luôn. 150k một con máy nhá, máy massage này không nhá. 4 đầu massage và 6 cấp độ massage khác nhau. Đó, mà giá hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng kiềng chắn gió bếp ga này. Đấy, mã hàng kiềng gió bếp ga. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Giá thì nó bình dân thôi. Lên mã thì em sẽ được cái kiềng chắn gió bếp ga này. 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái nhá. Cái này về các bác công dụng của nó là các bác để lên những bếp ga của nhà mình. Đấy thì các bác để lên thì nó sẽ chắn toàn bộ phần ga, nó không bị chìa ra ngoài nhiều. Và thứ hai là chắn được cái lượng gió. Đấy, đặc biệt là các bác để những bếp ga ngoài, gió máy thứ nó thổi vào. Đấy, nó xô ga các thứ, giờ là các bác đun nó rất là hao ga thì các bác lắp cho em cái này vào rất ok. Đấy. Khi mà lắp cái này vào thì cái gió nó không tạt được cái ga nữa nhá. Đun nó nhanh sôi. Và thứ hai là cái lượng nhiệt nó sẽ dồn hết lên cái phần đít nồi, đáy nồi. Đấy, nên khi mà các bác đun rất là nhanh sôi, tiết kiệm ga nhá. Đấy, nói chung là con này nên mua về các bác xài nên mua nhá. Đấy, và ở đây nó rất nhiều những cái khe này, hầu như là những cái dòng bếp phổ thông bây giờ là các bác lắp vừa hết luôn. Đây nó rất nhiều khe nên là các bác có thể là xoay các hướng các kiểu để các bác lắp vào nhá. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này đường kính của nó rơi vào là 25 này. Đấy là cái đường kính trên, đường kính to nhá. Còn đường kính dưới, đường kính nhỏ của nó rơi vào là 15 nhá. 15,5 này, 15,5. Đó. Còn cái đường kính trên này của nó thì rơi vào là đi 25 nhá, 25. Đó. Thực tế về sản phẩm này rất chắc chắn luôn. Đấy, mà giá nó bình dân thôi. 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái kiềng chắn gió bếp ga 30.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng cũng rất là bán chạy với nha. Đó là cái cây chổi quét trần nhà. Đấy. Trần nhà thì nhất là rất nhiều màng nhện thứ này. Đấy, rồi là những cái con mũi nữa thứ rất là nhiều. Đấy, các bác mua về vệ sinh cho em cái trần nhà nó sạch sẽ này. Đấy, có khách khứa vào người ta đi thẳng ngắm nhìn trần nhà. Đấy, nhìn nó sạch sẽ đã ok luôn. Đấy, cảm thấy là ok luôn các bác nhá. Đây, một chiếc chổi nhà thiết kế rất thông minh. Đấy, cái phần đầu đầu lông này và nó có thể uốn này. Đấy, bẻ cong đi. Ví dụ những cái vị trí khó các bác có thể luồn lách vào. Bằng cái việc là các bác bẻ cong là các bác luồn lách vào rất là dễ này. Lúc nào không dùng nữa thì các bác có thể bẻ thẳng ra nha cho em. Đấy, phần đầu chổi lông, đấy, quấn màng nhện thứ vậy rất ok luôn. Đấy, và đi kèm là một cái thanh này. Đấy, cái thanh này rất là hay là nó có thể rút ra. Đấy, rút dài nha các bác nhá, rút dài ra. Đấy, con này rút dài ra thì đây để em rút hết cỡ ra, em đo luôn cho bác này. Nó phải rơi được khoảng tầm là đi 1 2 3 4 này. 2m4 nhá. Cái này rút ra được là 2m4 này. Đây này, khá là dài này. Đây này. Đó, rút được 2m4. Và cái này thì nó là vào là 30 phân nữa nhá. Đấy, 40 phân nữa thì nó rơi vào tầm 2m8 nhá, 2m8. 2m4 2m8 đấy, rơi vào tầm 2m8 với cộng người các bác rơi vào tầm m7 nữa thì m5 m7 nữa thì một chiếc trần nhà còn tầm 3m5, trần 3m5 4m là không có gì khó cả bác nhá. Đấy, các bác chọc lên trần nhà các bác quét bụi trần nhà màng nhện cái thứ rất ok luôn, mà rất là tiện. Khi nào mà dùng xong là các bác tháo rời này, các bác bỏ vào trong ngăn kéo các thứ rồi cũng rất ok, rất là gọn gàng luôn. Đấy, khi mà thu nhỏ mà nó dài khoảng tầm 40 cm thôi, rất là hay nhá. Đó, thì một bộ sản phẩm chổi cắt trần nhà này thì em đang gửi bác giá rất là bình dân thôi, 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ, à xin lỗi bác là cho xin lỗi bác là báo giá nhầm nhá, 50.000. Đấy, 50.000 có nhá, 50.000. Lên mã giúp em sẽ là cái chổi cắt bụi trần nhà nhá, chổi quét trần nhà. Đấy, 50k một cái bộ này, bao gồm là một cái cây thanh rút và một cái đầu này nữa, là 50k bộ nhá, 50k bộ thôi. Giá rất là bình dân hẳn rẻ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thôi mà có
thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận. Nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chỉ có 50.000 thôi nhưng mà rất là hữu ích, sử dụng trong nhà rất ok luôn. Chổi cắt trần nhà nhá, 50.000 một cái bộ chổi cắt trần nhà này, 5k bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ chổi kèm với hot jack này, giá thì bình dân vô cùng luôn, 160.000 bộ này. Đấy, các bác bỏ ra giúp em là 160.000 thì các bác sẽ sở hữu cho em là một cái cây chổi này, đi kèm là một cái gầu hot jack nha. Đấy, và nó sẽ có cán đi kèm, thì khi mà bên em gửi hàng thì bên em sẽ tháo rời ra, về thì các bác sẽ lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi hot jack nhá. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot jack là 160.000 một bộ thôi. Đấy, 160.000. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, là bao gồm là một chổi và một hot jack nhá. Đấy, thì khi mà lắp đặt vào thì nó sẽ như này. Đấy, lắp đặt vào nó sẽ như này. Đó, nó sẽ chổi nó sẽ lồng vào được cùng với hot jack luôn. Thì khi mà các bác xài thì các bác cứ mang đến đâu là nó sẽ đi kèm theo đấy luôn. Đấy, bình thường là các bác cứ phải để một cái chổi ở một chỗ, hot jack là các bác để một chỗ nhá. Đấy, đến khi mà các bác dùng nó rất là bất tiện, mình cứ phải chạy đi chạy lại, tìm đi tìm lại rất là mất công. Nhưng con này khi mà các bác lắp đặt vào xong nha, đấy thì nó sẽ vào thành một cái bộ này luôn, rất tiện dụng. Đấy, lúc nào mà dùng thì các bác lấy cái chân này, các bác gạt mở ra, đấy mở ra và các bác lại nhấc cái này ra. Đấy, sau đó là các bác quét này, đấy quét hot vào. Đấy, và lúc nào mà dùng xong các bác lại cài nó như này vào, đấy cài nó vào đây và các bác lại gạt cho em cái này lên. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ góc nhà các thứ ra, rất tiện dụng luôn, rất là hay. Đấy, mình có thể xách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, thì chọn bộ một bộ nhà này, đấy là bao gồm là một chổi và một hot jack nhá, thì giá sẽ là đi 160.000 một bộ nhá, 160.000 bộ. Đây em quay chi tiết cho bác về cái đây phần ngõ, đây là cái phần hot jack này, ở đây có gầu như cả một cái đầu lược chả này. Đấy, khi mà nó có dính những cái tóc tiếc các thứ ra thì các bác chỉ vào cho đây, các bác gạt cái là sạch luôn, những cái rác nó dính đây các bác cho đây các bác gạt cái là sạch luôn nhá. Phần thân thiết kế thì toàn bộ inox này. Đấy, tay cầm treo thứ rất ok. Đây là cái phần ấy này, đây là phần chổi này, đầu chổi đi dạng cước nhá, nên là không lo nó bị dính bụi bẩn vào đây nhá. Đấy là các bác quét hot và ok là xong luôn. Đấy, và cái phần này các bác có thể bẻ này, bẻ gập này, bẻ sang hướng bên này, bẻ sang hướng bên này rất ok. Các bác lách vào những cái phần gầm bàn gầm ghế cho em rất ok luôn. Thì một chọn một cái bộ nhài là 160.000 và về là các bác có thể gấp gọn vào rất là tiện dụng luôn, là khi mà bên em gửi đi sẽ tháo rời ra nhá, còn về các bác lắp vào là xài. Đấy, thì chọn một bộ nhài là mua một được hai luôn, là gồm cả một chổi cả hot jack luôn là 160.000 nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây thật đấy chị em ạ, đây là một combo chổi quét nhà kèm theo cái hot jack xịn sò này nữa. Cái chổi này lại xoay được 180 độ nên rất tiện lợi, có thể quét được mọi góc nhà, gầm giường, gầm bàn đều rất dễ dàng mà không cần phải tốn nhiều sức. Điều đặc biệt nằm ở cái hot jack này được thiết kế dạng răng cưa nên có thể gạt sạch rác bẩn, tóc và những thứ hay bám nữa. Khi dùng xong, lồng hai cái vào nhau gập gọn, cất đặt gọn gàng. Em dùng cái này rất ưng ý luôn các chị ạ. Link sản phẩm em để dưới giỏ hàng. Đấy, ở góc dưới. Dùng rất ưng ý luôn nha. Đấy, mua một là được hai luôn. Đấy, và dùng rất là hay. Đấy, các bác đi đâu là các bác cầm lấy cho em đỡ phải đi tìm chổi đi nó rác mất công. Đấy, mình cứ dùng đâu mình đến đấy mình hót vào, sau đó khi mình dùng xong cất gọn vào hai cái chung với nhau, thế là thành một bộ luôn, chổi kèm hót rác nhá, 160.000 một bộ này, giá rất là hay luôn, giá rất tốt luôn, mà mua một được hai, tính ra vào là có 80.000 một sản phẩm thôi. Bình thường là các bác mua những cái chổi xịn sò này nó cũng rơi vào tầm 100.000 hơn 100.000 cái này. Đây, các bác mua cả bộ combo này, cả chổi hót rác này, nó chỉ có 60.000 thôi mà thiết kế rất thông minh, dùng rất tiện trong gia đình nhà mình luôn. Đây, em sẽ quay lại một lần nữa nhé. Đấy, chi tiết về cái sản phẩm này để về khi mà các bác nhìn vào cái hình ảnh em đang quay này. Đấy, cái hình ảnh em đang quay này là chổi này và hot jack này. Đấy, thì về các bác lắp đặt đúng như cho em và các bác khớp vào là rất ok luôn. Đấy, đây các bác nhìn thấy nhá. Đây, em đang quay chi tiết về cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng chăn đũi mùa hè này. Đấy, rồi là gối công tế học này, và có thêm cho bác đó là chiếu điều hòa nhá. Tiếp tục lại về chiếu điều hòa. Đấy, thời tiết hiện tại đang rất là nóng bức rồi, bác mua cho em mấy cái sản phẩm này về dùng rất là hay trong mùa hè này. Miền Bắc miền Nam đang vào đợt nóng kinh khủng luôn. Đấy, thì các bác mua cho em cái mã này về. Đấy, thì đợt này về thêm cho bác cả gối cả chăn cả chiếu luôn, chọn bộ luôn về là các bác xài nhá. Đây, chiếu thì là dòng chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm cực kỳ mát luôn, nằm rất thích. Dòng này thì nói chung là
một cái sản phẩm rất tốt trong mùa hè rồi. Các bác nằm thì bao mát bác luôn, ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, nóng nhưng mà nằm con chiếu này mát lạnh người luôn. Đấy, nó gọi là chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm rất mát luôn. Cái này anh em đang dùng một cái rồi, nằm rất thích. Đây, có phần dây thun bo góc này để các bác thắt vào cái phần góc giường thứ là nó không bị trôi xô chiếu, không bị xô chiếu nhá. Đấy, toàn bộ thì được bo viền. Đấy, may bo viền nên không lo nó bị xù chiếu, là dùng rất bền luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm đi, dùng siêu bền nhé, bảo hoài như bác luôn. Nhà em xài cái chiếu này cỡ khoảng tầm hơn 3 năm này, không có bị xô bị xù nào cả, dùng rất bền luôn, dùng rất bền luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái chiếu điều hòa chiếu mây. Đấy, chiếu điều hòa chiếu mây này, chiếu điều hòa thì hiện tại em đang có hai mã nhá, là một mã mét 6 nhân với lại 2 mét nhá, và một mã mét 8 nhân với lại 2 mét. Đó thì bên em đang bán đồng giá luôn là 160.000 một cái, giá rất bình dân luôn, chỉ có 160.000 thôi. Bỏ ra giúp em là 160.000, sở hữu cho em là một cái chiếc chiếu rất là mát nha, nằm rất thích luôn. Bao dùng bao xài luôn, về các bác nằm mà không mát không lấy tiền bác luôn. Nhiều bác hỏi là nằm có mát không? Yên tâm em đi, vì em đang dùng thực tế rồi, nằm rất mát luôn, nằm thích lắm. Đó. 1m6 x 2 và 1m8 x 2 thì về các bác đo xem cái kích thước giường nhà mình bao nhiêu nhá. Đấy, bao nhiêu thì báo nha em nhé, sẵn nhặt cho bác loại đấy. Mà mua mét 6 thì báo nhà em mét 6, mua mét 8 thì báo nhà em mét 8 nhá. Thì chiều dài chung của nó là 2m, còn chiều rộng thì giường thì có cái mét 6, giường thì có cái mét 8. Cái này thì hai kích thước là hai kích thước phổ thông nhất của hiện nay rồi. Đấy, chiếu điều hòa nhá, 1m6 x 2 và 1m8 x 2, đồng giá là 160.000 một cái nhá. Thì sẽ có hai mã chiếu như thế, hai kích thước khác nhau như thế. Thì đây, em đang giả một cái quay luôn bác coi này. Đấy, chiếu rất đẹp luôn, khi mà giả ra rất đẹp luôn này. Bo viền, bo viết các thứ đầy đủ, ngon lành hết luôn nhá. Đấy, bo viền, bo viết các thứ ngon lành hết luôn. Đấy, đây, rất ok. May khâu rất cẩn thận, các bạn nhìn đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đấy, phần mây đan các thứ rất ok nhá. Chiếu mây, chiếu điều hòa, nằm siêu mát trong mùa hè luôn nhá. 160.000 một cái nhá. Kích thước là 1m6 và 1m8. Thì các bác cứ lấy mã nào thì cứ báo nhà em nhá. Lấy mã nào báo nha, thì nhà em sẽ nhặt cho bác mã đấy. Rồi, đã có chiếu rồi thì phải có gối luôn nhá. Đấy, phải có gối luôn thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã gối công thái học nhá. Mã gối công thái học, mã này thì em cũng bán rất nhiều rồi. Gối công thái học này, lên mã em sẽ ghi gối công thái học, em báo giá luôn. Giá chỉ có 120.000 một cái thôi. Bình thường các bác mua những cái gối bình thường ấy, gối bình thường không có gọi là chức năng gì ấy, đã rơi khoảng tầm 100.000 cái rồi. Nhưng con này nó có chức năng là công thái học, thiết kế dạng công thái học. Đặc biệt cho bác nào mà ngủ ngáy này, ngủ không sâu giấc này, bác nào mà đang bị đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái gối này về. Đấy, thay đổi cái tư thế nằm đi. Đấy, cho nó đỡ bệnh nhá, đỡ bệnh. Thì đây, sản phẩm thì mới nguyên nhá, mới nguyên. Đấy, những cái sản phẩm chăn chiếu gối nha thì bên em ưu tiên sẽ là hàng mới nhá, không dùng hàng cũ nhá. Bởi vì hàng cũ dùng đôi khi là rất là sợ. Đấy, bên em sẽ ưu tiên là hàng mới keng luôn. Con này thì hàng mới keng nguyên trong vỉ nha. Đấy, nó thiết kế là dạng công thái học nha, này, các bác nhìn này. Đấy, dạng công thái học nha. Đấy, nên khi mà các bác nằm ấy, nó sẽ ôm trọn cái phần gáy, phần cột sống các bác, giúp các bác nằm ngủ nó được ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn nhá, ngủ sâu giấc hơn. Cái gối này kích thước rất là to luôn, kích thước rất là to đây. Kích thước của nó này, đây, hàng của nó tem mác ngon lành hết này. Kích thước của nó 74 x 48 x 4 cm nhá. 74, chiều dài của nó là 74, chiều rộng của nó là vào là đi 48 nhá, và chiều cao là 4 cm. Đấy, cái chiều cao theo tiêu chuẩn quốc tế luôn đấy, theo tiêu chuẩn công thái học. Những cái gối này các bác yên tâm là nằm không nó bị xẹp luôn, bảo hành cho bác luôn về độ xẹp. Nếu mà xẹp bên em cho bác trả lại luôn, nằm bao dùng bao xài luôn, các bác nằm thoải mái không lo nó bị xẹp đâu. Đấy, thiết kế dạng công thái học, ôm trọn lại phần gáy của bác nhá, nằm rất thích luôn. Đấy, ngủ ngáy, ngủ không sâu giấc này, các bác nằm con này cho em rất ok. Đấy, toàn bộ phần bông của nó nằm thoải mái nhá. Đấy, cái bông này của nó không biết là cái bông gì nhưng mà các bác ấn thoải mái không lo nó bị lõm này, ấn xong nó đàn hồi lại trở về cái trạng thái ban đầu luôn. Đấy, về ví dụ các bác có cái vỏ gối các bác lồng vào treo là các bác xài, hoặc các bác có thể nhà các bác về xài trực tiếp cũng được, nhẹ được nhá. Giá thì bình dân thôi, 120.000 một cái. Lên mã em sẽ là cái gối công thái học nhá, thiết kế công thái học, thiết kế thông minh, 120k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái,
ngủ sâu giấc, không bị đau cổ vai gáy, không bị ngáy nữa nhá. Đấy, làm rất ok luôn, đặc biệt cho các người già làm rất ok, ngủ ngon hơn nhá. 120k một cái. À, chất bông không bị xẹp nhá, không bị xẹp, thiết kế cực kỳ là đẹp, sang trọng và rất là to. Đây, gối này của nó thực tế nếu mà bình thường các bác gối được cả hai người luôn, nhưng mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất của công ty thì các bác nên dùng mỗi người một cái, dùng cho ok. Đấy, có chiếu có gối rồi thì qua luôn các bác. Đó là cái mã chăn này, cái mã chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Cái mã này thì nói chung là siêu chất lượng luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá, lên mã thì em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, em báo giá luôn nhá. Giá cái sản phẩm chăn đũi này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 150.000 một cái nhá, 150k. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái chăn đũi nhá. Các bác nghe cái chất đũi thì các bác biết về cái chất của nó rồi, chuyên dùng cho mùa hè, và cái chăn này thì chuyên dùng cho mùa hè. Đấy, hoặc nhà bác nào mà điều hòa mùa hè mà hay bật điều hòa. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái chăn mỏng quá thì lạnh, mà những cái chăn dày quá thì lại nóng, thì các bác mua cho cái chăn này về chuyên dùng cho mùa hè luôn, nằm rất mát nhá. Đấy, nó là dạng, nó là chất đũi, chất đũi mà chiết xuất là từ hữu cơ sơ đậu này. Đấy, dòng này thì dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, chăn là chăn của Hàn Quốc, rất chất lượng luôn, chăn là cũng là chăn mới luôn, toàn bộ được bo khâu viền hết này. Đấy, bo khâu viền, phần bông thì các bác xài yên tâm đi. Đấy, xài yên tâm, giặt máy cho em thoải mái luôn, giặt máy thoải mái luôn, không lo nó bị xù, bị dồn lông nhá. Đấy, nằm rất thích, cái độ mỏng nó vừa phải nên là rất phù hợp các bác dùng làm chăn mùa hè nhá. Đấy, mùa hè thì ban ngày thì nó rất là nóng, nhưng ban đêm khi mà nhiệt độ nó xuống rất là nhanh, xuống rất là thấp nhá. Đấy, các bác nên có một chiếc chăn dự phòng nha, nằm rất thích luôn, nằm lại không lo nó bị nóng quá, không lo nó bị lạnh quá nhá. Nó là chất đũi nên là nằm nó mát mát, dạng mát mát vừa phải nhá, nằm rất thích luôn. Cái này em đang xài mà nằm thích cực kỳ, bán rất là nhiều rồi, chưa ai chê về cái mã chăn đũi này cả, mà giá nó bình dân thôi. Đợt này nó giá rất là tốt đấy. Năm ngoái những cái tầm này nó cao điểm ấy, em bán hơn 200.000 một cái đấy. Đợt này nó về cái lô này thì hàng nó cũng phổ thông rồi nên là giá nó sẽ mua dễ tiếp cận các bác hơn, là 150.000 một cái nhé, 150.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ đậu này, 150k một cái chăn đũi này các nhá, 150.000 một cái. Chất đũi thì các bác yên tâm là rất là mát và chuyên dùng cho mùa hè rồi. À, quên với, không nhắc với các bác là kích thước của con này thì rất là to luôn. Kích thước của nó là bên em lấy là hàng to nhá. Kích thước của nó là 2m x 2m3. Đấy, ví dụ nhà các bác đông người, hai vợ chồng với thêm hai đứa con nữa là đắp thoải mái cho em luôn. 2m x 2m3 này. Đấy, nên là kích thước nó rất là to mà. Đấy, 2m x 2m3. 2 người đến 3 người đắp thoải mái cho em luôn. Đấy, rất to nhá, 2m x 2m3. Đấy, dòng chăn chuẩn hàng loại 1 luôn, có may khâu viền, chất lượng các bác cứ nhận hàng kiểm tra. 150.000 một cái, giá rất bình dân. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Vẫn chưa hạ nhiệt, chính là dòng chăn hè đũi quốc dân này nha mọi người nha. Được làm từ dòng vải đũi hữu cơ đậu lành, vô cùng mềm mại và thoáng mát. Chưa hết, lớp bông trần ở bên trong là dòng bông hơi kháng khuẩn, cho nên tạo cái cảm giác cực kỳ êm ái khi sử dụng. Khổ chăn là khổ chăn kích thước 2m x 2m3. Và có một điều đặc biệt hơn là với cái chăn trần bông này, mọi người có thể yên tâm giặt máy thoải mái mà không sợ bị xù lông, không sợ bị vón cục đó. Bộ màu thì lên đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok luôn. Đấy, nằm rất mát, các bác cứ mua về dùng thử em cái, đảm bảo các bác nghiện luôn. Cái này em bán rất nhiều, có những người ta lấy 2-3 cái, lấy hộ hàng xóm láng giềng, rất ok, nằm rất ok. 150.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái dòng chăn đũi hữu cơ đấy, sơ đậu này, nằm bao dùng bao xài bác luôn. 150k một cái, chuyên dùng trong mùa hè nhá. Đấy, chuyên dùng trong mùa hè, nằm rất phù hợp luôn. Đấy, một cái lô dìu hàng mấy em vừa về xong, cái lô dìu hàng siêu tầm của Nga nhá. Đấy, lô dìu hàng siêu tầm của Nga, rất chất lượng luôn. Đây, đấy, một con dìu hàng của Nga. Phần đầu có một cái bao để bọc lại cái phần đầu này. Đấy, tránh tình trạng các bác mang đi mang lại nó bị va chạm với cái phần lưỡi, phần đầu dìu rất ok. Đấy, lưỡi dìu, đầu dìu rất là sắc nên là nó có một cái bao để bảo vệ. Đấy, tránh tình trạng nó va chạm vào cái phần lưỡi nhá, gây tổn thương. Đó, còn đây là toàn bộ phần thân này, hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân luôn, tay cầm thì sẽ ốp gỗ hai bên, vân gỗ lên rất đẹp này, đây cả vân hoa văn lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng hai đinh nhá, có phần dây đeo, thiết kế cực kỳ đẹp, chất lượng. Đấy, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng, chặt cây lún củi rồi đi rừng đi phượt rất ok. Đây hàng của Nga này, đấy hàng chữ Nga này, nó rất xịn sò ok nhá, có khắc chữ Nga luôn. Thì đây em sẽ mở cho bác xem về cái phần mặt lưỡi dìu này, đó dìu thiết kế cực kỳ đẹp, có in 3D hình mặt sói nhau nhá. Đây in 3D hình mặt sói này. Đây là cái phần lưỡi này. Đấy, lưỡi rất sắc, lưỡi sắc lắm nhá. Các bác cũng nên cẩn thận, rất là dễ đứt tay, lưỡi nó sắc lắm, như lưỡi dao luôn. Đây là cái phần đằng đầu này, đầu thì nó nhọn nhọn như kiểu một chiếc
đầu búa này, đấy, các bác dùng để chặt cây đốn củi này, đi rừng đi phượt này, mua về sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Đó, mua về biếu tặng làm quà quá ok luôn. Hàng này là hàng ôm lô sưu tầm hàng của Nga nhá, hàng Nga rất chất lượng luôn. Lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá, cây dìu sói hàng của Nga. Đây, cái sản phẩm này bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, dễ mua lắm, 250k nhá, 250k và sẽ bao ship luôn. Đấy, 250.000 một cái cây dìu sói của Nga nha, bao ship tận nhà. Đấy, hàng thì sẽ đi kèm cho các bác là một cái vỏ bọc ở cái phần đầu dìu nữa có nhá, rất là ok luôn, chu đáo. Tổng quan chiều dài của cây dìu này thì rơi vào kích thước là 30cm này, phần bản lưỡi của nó chiều dài là 16 này, 16 đấy, 16 bản rộng lưỡi là rơi vào là đi 11 có nhá, 11,5 này, đấy, 11,5 cũng khá là chắc chắn, cầm rất đầm tay nhá, nặng có nhá. Các bác nhìn cái phần bản dìu nó rất dày luôn. Đấy, các bác dùng thì dòng này nó liền thân này dùng thì siêu bền luôn. Đấy, dùng siêu bền, mua về sưu tầm sử dụng rồi là trưng bày rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, lúc nào dùng thì các bác bọc xem cái phần lưỡi này vào đấy, bảo đảm này không bị va chạm tổn thương nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác bọc vào, sau đó các bác mang đi rừng đi phượt đi chơi chặt cây đốn củi sử dụng ở nhà cũng ok luôn nhá, 250.000 một cây, hàng dìu sói của Nga nhá, thiết kế rất đẹp, chắc chắn chất lượng luôn, 250.000 một cây, bao ship tận nhà bác luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì lên cho bác nhanh một số cái mã hàng về thiết bị vệ sinh điện nước này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái dòng vòi xịt vệ sinh inox 304 nhá, con này thì quá chất lượng rồi. Đấy, và bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó, một cái bộ vòi xịt vệ sinh đầy đủ một bộ nha. Đấy, bao gồm là dây này, đấy, bao gồm một sợi dây nhá, inox 304 chống xoắn chống gập chống rối nhá. Đấy, một sợi dây. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhá. Đấy, toàn bộ là gen 21, toàn bộ là bằng inox 304 luôn. Đấy, dây đến ốc các thứ là toàn bộ bằng inox 304. Đấy, sẽ gồm có là một sợi dây này, đi kèm là một cái tay xịt nhá, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan Su 304 nhá. Đây, các bạn nhìn phần gen này. Đấy, rồi là inox này, rất dày nhá. Đấy, cực kỳ dày chất lượng luôn. Đây là phần tay bóp này. Tay bóp thì cực kỳ là êm ái và cái lượng nước nó xịt ra nó rất là khỏe ạ. Đấy, xịt ra rất khỏe, các bác mua về thay một loạt những cái vòi, những cái dạng vòi nhựa, vòi cổ hồi xưa ấy, các bác dùng rất là nhanh hỏng nhá, và một thời gian là nó xuống cấp, nó rất là nhanh hỏng. Con này các bác mua về dùng rất bền, các bác nhìn inox rất là dày nên dùng siêu bền luôn. Cái này anh em dùng khoảng tầm 3-4 năm nay rồi, rất bền luôn nhá, rất bền luôn, dùng cực kỳ thích luôn, lượng nước ra rất đều khỏe luôn nhá. Đấy, và đi kèm tiếp luôn các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ thì về các bác bắt cái này vào tường, sau đó là có kèm luôn cho bác cả ốc vít này luôn. Đấy, thì về các bác khoan lỗ bắt cái này vào tường và các bác lắp dây vào, sau đó là khi mà mình dùng xong là mình đeo lên này là xong. Đấy, một bộ của nó là đầy đủ là cả dây này. Đấy, cả dây rồi là cả giá đỡ này, cả tay xịt này, rồi là ốc yếc các thứ đi kèm là một bộ này, chọn bộ này, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, giá của nó thì rất là bình dân thôi, 100.000 một bộ nhé, 100.000 bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh ở toilet nhá. Đấy, thì một bộ chọn bộ nha, đóng nguyên túi này luôn nhé, mới keo nhé, hàng mới keo, hàng bãi nhưng mà mới keo luôn nhé. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh toilet, giá sẽ là 100.000 một bộ thôi, 100.000 là đầy đủ phụ kiện luôn. Về các bác không cần phải mua thêm gì cả, về chỉ việc là khoan cho em hai cái lỗ, bắt cái giá đỡ vào, lắp cho em cái tay với lại cái dây vào, nguồn nước là các bác xà thôi, không cần phải mua thêm gì. Còn lũ nhà có sẵn cái lỗ cũ rồi, các bác chỉ việc là lắp vào là xà thôi, không cần phải khoan nữa, rất ok luôn. Về là chỉ việc lắp vào là xà, mà cực kỳ dễ dàng lắp đặt nha. Những cái chỗ rong này thì các bác cẩn thận này, thêm cho em một ít băng keo non vào cho nó kín nhá, nó kín là ok. Đấy, 100k một bộ thôi. Đấy, mua về thay hết những cái dạng bộ vòi nhựa thứ nhà mình đi, dùng bộ này thì siêu bền mà nước ra rất khỏe và tay bóp rất là êm ái, ok, rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, 100.000 bộ vòi xịt nhà vệ sinh nhá, toilet 100k bộ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây này, đây có nhìn này. Đấy, cái lực nước em test nha. Đấy, lực nước em test ra rất là khỏe và đều luôn. Đấy, vì cái con này cái lỗ thoát nước của nó đây này, cái lỗ thoát nước của nó thiết kế nó rất là ok nên là cái lượng nước nó ra rất khỏe và đều, dùng rất thích luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, inox 304 thì dùng rất là bền rồi, không lo gì sét, không lo nó bị hỏng hóc, rồi là nó rất là bền theo thời gian nhá. Đó, hàng này của Nhật, Osaka Japan. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này em test đây. Đó, 100k nhá, 100k một bộ sản phẩm này, là đầy đủ phụ kiện, về các bác chỉ việc xà thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô vòi sen massage, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ vòi sen massage,
bộ vòi sen massage này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là đi massage, giá của nó thì sẽ là 70.000 bộ thôi, chỉ có 70.000, giá rất bình dân nhá. 70.000 bộ vòi sen massage này các bác mua đâu được, chỉ có shop Tín Hiền mới bán được cái giá này thôi. Đây, một bộ vòi sen này sẽ gồm có là một tay sen này, đấy, một tay sen và đi kèm là một cái sợi dây cũng nhá. Sợi dây thì cũng là gen 21 cũng nhá, cũng là gen 21 và dây thì cũng sẽ là dây inox chống gập chống rối cho em luôn. Đấy, về các bác lắp vào nguồn nước nhà mình, sau đó là các bác lắp vào cái tay sen và các bác xài thôi. Cái hay của cái tay sen này thì nó sẽ có cái nút đóng mở này, đấy, cái nút công tắc đóng mở cái tay cầm này luôn. Đấy, bình thường thì các bác cứ phải hay khóa ở cái đầu nguồn nước nhá, nhưng mà cái con này thì không cần, các bác chỉ việc là mở khóa đóng khóa ở luôn cái tay sen này cho em, rất ok đấy. Và một cái chức năng rất hay ho nữa là nó có thể chỉnh các chế độ này. Đấy thì các bác xoáy xem cái vặn xem cái công tắc này thì nó sẽ có các chế độ nhá. Đấy 1 này, 2 này, 3. Đấy nó có tổng là 3 chế độ nước khác nhau nhá. Thì nó sẽ phun ra theo dạng tia nhỏ bên trong này, phun là tia ở vòng ngoài này, rồi là phun ở bia, phun toàn bộ này, rất ok. Và đây là nó có những cái gai này, các bác nhìn, có những cái gai này. Đấy có những cái gai nhỏ li ti. Nó là cái đầu dạng gai thiết kế là chất liệu là silicon. Nó rất là êm ái, các bác dùng vừa kỳ cọ vừa mát xa này. Đấy, kỳ cọ những chỗ nào mà nó bẩn ghét các thứ này, vừa kỳ cọ vừa massage. Đấy, rồi là mình vừa tắm vừa kỳ cọ và massage dùng rất thích luôn. Đấy, cái con massage này thì vì em bán cực kỳ nhiều rồi, vì giá nó quá tốt mà sản phẩm nó dùng nó quá ok luôn. Đấy, gen 21 về các bác lắp đặt vào cái dây này là lắp vào cái củ sen này mình là xài thôi. Đó, 70.000 bộ nhá, 70.000 bộ là bao gồm là một tay sen nhá, một tay sen và một cái cuộn dây, một cái cuộn dây nguồn nha, dây là dây inox nhá, là 70.000 bộ này. Lên mã em sẽ là cái vòi sen massage 70.000 bộ, rất nhiều chức năng hay ho nhá, các bác mua về dùng ok lắm. Đó, rất ok luôn, 70.000 bộ. Đây, ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó cái giá đỡ sen nhá. Nhiều bác hỏi là có bán kèm giá đỡ sen không, thì đây có nhá, giá đỡ sen này thì bên em đang bán cái dạng giá đỡ sen dạng dính nhá các nhá. Bình thường là các bác mua những cái giá đỡ là nó có sẵn ấy, đi kèm ấy thì nó hay phải bắt ốc. Đấy thì các bác cứ phải khoan. Đấy khoan thì thứ nhất là nó phải có máy khoan, rồi các bác nào phải có tí tay nghề thì khoan nó mới chuẩn được, bắt vào nó mới ok. Mà thứ hai là khoan thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nó lồm chà lồm chồm ấy rồi. Đấy ví dụ như mình sau này mình không dùng nữa, nó tạo ra những cái lỗ nó lồm chà lồm chồm nó rất là xấu. Đấy thì các bác mua cho em cái dòng giá đỡ sen này. Đấy, cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán là 30.000 một cái nhá. Nó là dạng dính quá. Đấy rất là thông minh, là dạng dính. Đấy thì về các bóc cho em lớp keo ra này. Bóc cho em lớp keo ra, các bác dính trực tiếp vào trong tường. Đấy, lau sạch cái chỗ mà các bác dính đi nhá, lau sạch giúp em đi, lau khô đi. Đấy, lau sạch và lau khô nước đi, sau đó các bác dính ấn chặt vào, các bác miết hết những cái phần ria này vào cho nó ốp chặt vào, sau đó các bác cài cho em cái xe này lên. Cái xe này thì bên em sẽ bán lẻ nhá, bán lẻ thì đang gửi bác là 30.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái giá đỡ sen nhá, cái giá đỡ cho cái bát sen thì đang bán cho bác là 30k một cái giá đỡ sen nha. Đấy thì bác nào mà nhà có sen các thứ rồi mà hiện tại đang hỏng giá đỡ thì các bác có thể mua cái giá đỡ nha. Giá đỡ này hiện tại em đang bán là 30.000 một cái. Còn một cái bộ sen thì đang bán là một bộ cả dây cả bát thì đang bán là 70.000, là cái bộ sen massage đấy. Còn nếu mà các bác mà mua cái bộ này rồi mà chưa có giá đỡ thì mình có thể mua thêm cái giá đỡ này. Thì cái giá đỡ này thì bên em đang bán kèm thêm là 30.000 một cái nhá. Thì chọn bộ này là cả giá đỡ cả sen là 100. Còn nếu mà nhà các bác có rồi thì thôi. Còn nếu mà bác nào muốn nhu cầu mua lẻ cái này thì bên em cũng bán luôn, bán lẻ một cái này là 30.000 nhé. Cái này dính chắc lắm, đây em quay cho bác cái nhà em đang xài này. Đây cái này nhà em dính khoảng tầm hơn 2 năm nay, chắc khư luôn, các bác dùng tay giật cho em thoải mái luôn, nó dính chắc cực kỳ nhá. Đấy không cần phải khoan đục gì, về lau sạch cho em phần mặt đá đi, lau sạch lau khô đi, sau đó các bác ốp, các bác dán trực tiếp cho em xong. Đấy con này nó có thể điều chỉnh ngửa lên ngửa xuống luôn này, rất là hay nhá. Đấy thiết kế rất thông minh luôn đó, rất là ok. 30.000 một cái quá nhá, giá đỡ sen. Đó. Quay trở lại với cái bát sen massage thì đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm nhá. Nó có các chế độ nước và khi mà tắm massage được rất hay, đây các bác cùng coi này. Đấy. Đầu massage silicone mềm mại nhá. Đấy, lắp đặt vào. Đó. Đấy các bác về dùng này, đấy vừa kỳ cọ này, vừa massage. Đấy rồi là thay đổi các chế độ nước nhá. Đấy thay đổi các chế độ nước, dùng rất ok luôn. Đấy. Vừa tắm vừa thư giãn thoải mái nhá. Có những cái sen massage, dây cấp nước của nó sẽ là đầu gen 21 nhá. Đấy, đầu gen 21. Đấy thì các bác gạt các chế độ này, tắt mở nước ở cái tay cầm luôn, rất tiện dụng luôn. Đấy. Đấy là nước êm ái, dùng rất thích nhá. Đấy, rất ok luôn. Bán cực kỳ nhiều mà dùng rất ok luôn. Đấy, rồi thực tế về sản phẩm vòi sen massage nhá, thì đang bán bác là 70.000 một cái bộ vòi sen massage này,
là 70.000. Còn lấy thêm giá đỗ sen thì đang bán cho bác là 30.000 một cái giá đỗ sen này có nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô đá mài Nhật này. Đấy, lên luôn cho bác cái lô đá mài Nhật nhá. Cái nào con này thì về các bác mài dùng cực kỳ thích luôn và bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng đá mài Nhật, hàng đá mài made in Japan. Đấy của thương hiệu Katashiwa. Thì tại bên em đang có hai mã đá nhá, là một mã đá mài A và một mã đá mài B. Thì em sẽ quay cho bác chi tiết về từng loại. Đây, con này là con mã đá A này. Đấy, mã đá A em báo giá trước luôn nhá. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái mã đá A. Đá mài A. Con này sẽ có giá là 90k một viên. Đấy, chỉ có 90.000 viên thôi. Giá rất bình dân. Bình dân luôn. Katashiwa này, made in Japan này. Con này độ mịn của nó một mặt là 10.000. Đấy, nó đánh dấu này, một mặt là thăng 10.000, một mặt là thăng 5.000. Đấy. Cái thông số nó càng cao thì cái độ mịn nó càng cao nhá. Thông số càng cao, độ mịn càng cao. Đấy, cái này về các bác dùng để mài những cái dạng dao dao thái, dao phi lê nhá. Đấy thì nó độ mịn nó cao, các bác mài con dao thái phi lê rất hợp lý này. Đấy, hàng made in Japan. 5.000, 10.000 nhá, độ mịn là 5.000, một mặt 5.000, một mặt 10.000. Đá 90.000 viên và đi kèm thì bên nhà xuất sẽ có kèm thêm nữa là một cái gioăng này gọi là cái gioăng cao su để nó đỡ viên đá, để khi các bác mài, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa các thứ là không lo nó bị trơn trượt nhá. Các bác để lên cái gioăng này. Đấy các bác để xuống các bác mài. Đấy các bác kê xuống thì rất chắc chắn luôn, không lo viên đá nó bị xô dịch thì khi mà các bác mài dao nó dễ mài. Đấy các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê mà, mình phải có cái kê nó chắc đã thì khi mà mình làm nó mới chuẩn chỉ được đó nhá. Đó. Mã đá A nhá, 90.000 viên, thông số sẽ là 5.000, 10.000 nhá các nhá. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác là cái mã đá B. Cái này thì độ mịn của nó sẽ thấp hơn, một mặt là 8.000 và một mặt này là 3.000 luôn nhá. Đấy cái này thì độ mịn nó thấp hơn thì đồng nghĩa việc là cái độ nhám nó sẽ cao lên. Đấy nó sẽ cao lên. Thì ví dụ về các bác mài dạng dao chặt cho trước các thứ các bác dùng con này cho em này. Đấy, made in Japan Katashiwa các nhá. Một mặt là 8.000, mặt này là mặt 8.000 này. Còn cái mặt dưới là mặt 3.000, cũng đi kèm cho bác là một cái gioăng cao su nha. Cái gioăng đế cao su để các bác để viên đá thì khi các bác mài không lo nó bị trơn trượt nhá, xô dịch. Rất ok luôn. Con này thì em lên mã sẽ là mã đá B nhá. Đá B độ mịn là 8.000, 3.000 các bác nhá. Đá B này. Đá B độ mịn sẽ là 8.000 và một mặt là 3.000. Giá của nó thì sẽ rẻ một chút, 80.000 một viên. Đấy, đá B sẽ là 80.000 viên. Còn mã đá A thì là 90.000 viên. Đó thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé. Đấy, hoặc các bác có thể lấy một lúc 2 viên luôn được. Đấy, đá A là 90, đá B là 80 nhé. Về các bác mài dao, mài kéo, các thứ giờ rất ok luôn. Đá Nhật mài cực kỳ thích. À cái dòng đá này thì trước khi về xài thì các bác ngâm nước cho em lúc nào mà các bác cảm thấy là nước nó no rồi thôi. Đấy, ngâm vài ba ngày được. Càng ngâm lâu càng tốt nhé. Nước nó ngấm vào càng nhiều thì khi mà các bác mài càng dễ mài, càng trơn đá mà mài càng sướng luôn. Đó, về giúp em là ngâm nước càng lâu càng tốt nhá. Đó. Rồi em qua mã sản phẩm tiếp theo. Còn cái con 15W này. 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá. Bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15k. 15W là 15.000 nhá. 15W là 15k. Đó. Công suất là 15W đây. Sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông như mình ok thôi. Đó. Con này công suất là 15W nhá. Giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Đĩa bay, em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này. Nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá. Vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết. Cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy để các bác có thể lắp là nó các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp trong con này. Đấy, hoặc là view nha, lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần các thứ giờ các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác sáng rất ok. Con này bóng sáng lắm. Con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá. Điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạ một chút, đấy có đây không? Rất sáng nhá. Đấy đây không? Sáng lắm con này. Sáng cực kỳ luôn. Đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa ra ánh sáng rộng như con này, nó là cái dạng phẳng này nha. Khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa rất rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá. Nhớ mã giúp em nó sẽ là bóng đĩa bay. Công suất là 40W và sử dụng điện 220.
đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn. Là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn như này. Đấy, hình trụ trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng LED siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết rồi cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt LED rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy. Là các bác xài nó rất là dễ cháy, nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn các nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, à, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đu đèn này. Đấy, đi đây. Hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác. Thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k. 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo. Nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá, 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bóng B2, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán một combo là 5 quả 10.000, và các bác mua lẻ một quả thì giá sẽ là 5.000. Đấy, nói chung là các bác nếu mà các bác dùng nhiều thì cứ nên mua theo combo 5 quả 1. Đây, nó là cái bóng đèn, nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V. Nó có tích hợp sẵn cái chân USB này. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, các bác cắm vô cho em. Đấy, và các bác cấp trực tiếp vào nguồn 220. Đấy, là bóng sẽ sáng, có thấy rồi. Rất tiện dụng nhá. Đây. Đấy, rất là hay. Về các bác làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn trang trí này. Đấy, rất là tiện. Đấy, nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V nhá, tích hợp sẵn là cái chân USB đây rồi. Về cứ có cái cục sạc điện thoại ấy, nhà mình ấy mà đang bỏ không, cắm lên chưa, là cắm vào điện 220, cấp nguồn cái là nó sáng lên, có thể thôi. Rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó thì bóng B2 này sẽ bán nó combo là 5 quả 1 nhá, 5 quả 1. Giá của nó sẽ là 10.000 cho combo 5 quả bóng B2 nha, là 10.000 quá nhá. Là 5 quả nhà là 10.000 này. Đấy, tính ra vào có 2.000 quả thôi. Giá quá bèo luôn.
Và nếu mà các bác nào dùng ít, mình mua một quả xài ít cũng được thì giá nó sẽ cao một chút. Một quả bên em đang gửi bác là 5.000, một quả như này là 5.000 nhé. Còn các bác lấy nhiều, lấy được combo 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Mua ít thì chấp nhận giá cao một chút, còn nếu các bác mua nhiều, mua combo giá nó sẽ rẻ hơn. Luôn bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Đây đấy, lấy ra lấy tiền hay nong một cái này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các bác nhá. Sao vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6, cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt khỏe 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, chân thạch cao, tấm sắt. Vít xòe 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá. Ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con.
giá của nó sẽ là 30 ngàn nhá, 30 ngàn cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30 ngàn một combo vít nở sắt với nhá. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn led 5 châm này. Đấy, đèn led 5 châm, đèn led 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok, con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm, về cho anh em thợ thuyền này, rồi là các bác làm máy may nhá, có nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn, và đây thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giải led của nó, con này rất là sáng luôn và rất là hay là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng, thì các bác xoay trong cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hai nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đấy khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn, và các bác theo thoải mái các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn. Nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu là các bác giật cái dây này ra cho em. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm test bác cò này. Đấy, cắm test bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiếc áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiếc áp nhá. Tăng giảm độ sáng bằng cái chiếc áp này luôn. Đó đây, các bác nhìn này. Đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này, đấy thấy không, sáng chói luôn nhá, sáng lắm, về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay, có thể bẻ các hướng các kiểu nhá, và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn, rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn, các bác để thoải mái không lo rơi đâu. Đây đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây đấy, đây em điều chỉnh cái chiếc áp này, đấy thấy không, đó rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm. Đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được. Quá ok, tiện lắm. Đó. Rồi cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn led 5 châm nhá. Đấy, đèn led 5 châm. Đèn led 5 châm. Giá của nó thì em báo luôn, giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh cho bác luôn, giá nó 60 ngàn thôi. Bữa trước này cái lô trước này về nó giá cao hơn, hình như đang bán là 8.000 ấy, đợt này nó giá nó rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60 ngàn một cây thôi mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiếc áp độ sáng này, giải led này, giải led chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá. Dây nguồn sử dụng điện 220 và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, nhá. Đó, 60 ngàn một con đèn nha, đèn led 5 châm nhá, lên mã em sẽ là đèn led 5 châm 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k có nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100 ml nhá. Đấy, một tip này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá.
Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60 ngàn một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10 ngàn một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10 ngàn một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10 ngàn một chiếc móc khóa titan nhé, 10 ngàn một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này thì các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này rồi là các thứ ra. Đấy, trăng đồ các thứ rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây cô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đấy, con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc cái bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn.
Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy, đi em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Rồi, em lên luôn cho bác, đó là cái một cái sản phẩm rất hay, đó là cái rắc nguồn chuyển từ 5V sang 12V nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20.000 một cái rắc nguồn nha. Đấy, 20.000 một cái rắc nguồn chuyển từ 5V qua 12V. Đấy, thì cái cổng vào của nó này, cổng vào của nó sẽ là cái chân USB. Cái chân USB này thì về các bác có thể là ví dụ như là các bác có những cái cục sạc dự phòng. Đấy, các bác cắm vô để các bác lấy nguồn. Hoặc thứ hai là các bác có một cái cục sạc điện thoại nha này. Đây, các bác có một cái cục sạc điện thoại như này, các bác cắm vô cho em là các bác sẽ cấp nguồn cho nó này. Đấy, thì cái nguồn vô của nó sẽ là nguồn 5V nhá. Nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Và cái nguồn ra của nó rất là hay là nó sẽ kích đẩy lên là 12V. Đấy, đẩy lên là 12V thì cái chân của nó đây. Chân nguồn ra đây. Đấy, đẩy lên cho em là 12V nhá. Đó thì đây em sẽ cắm thử cho em đo cho bác luôn đây này. Đây, ở đây em đang có một cái này em đang cắm cái cục sạc để em đo luôn các bác nhá. Để đo luôn các bác để các bác coi luôn xem nó có lên chuẩn là 12V không. Đó. Không có khi nhiều bác thắc mắc này. Đây em đo luôn các bác nhá. Đấy, đo luôn này. 12.58V nhá. Đấy, điện DC. Đấy, điện DC điện một chiều nhá, 12.58V. Đó. Cái nguồn 12V này thì các bác sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Và đặc biệt là cái củ wifi. Đấy, củ wifi đây, ví dụ hiện tại em đang có một cái củ wifi của Viettel này. Đấy, em cắm vào cho bác coi nhá. Đấy, đây các bạn nhìn này, DC 12V đúng không nhá, các bạn nhìn chưa, DC 12V em cắm cho bác coi, các bạn nhìn nhá, lên luôn. Đấy, rất là hay nhá. Bình thường ấy, là các bác cứ phải dùng một cái cục adapter nó rất là to, mà thứ hai là trong những cái trường hợp mà mất điện thì wifi không thể làm việc được. Thay vì thế thì các bác em sẽ có một cái giải pháp này, thì các bác sẽ mua cái dây này về và các bác có một cái cục sạc dự phòng, các bác cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa. Đây, ví dụ ở đây là cái cục sạc dự phòng nhá, cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa, thế là lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Mà thứ hai là nhiều khi là các bác dùng những cái con nguồn 10 à những cái thiết bị nguồn 12V. Đấy, các bác chế cháo hay dùng những thiết bị 12V mà các bác mua những cái cục nguồn nó rất là đắt đỏ. Mình thứ nhất là điều kiện kinh tế các thứ nó không cho phép này, mà thứ hai là mình muốn đơn giản hóa đi thì các bác mua cho em cái dây này về, rất ok luôn. Đấy, nguồn của nó sẽ là từ 5V nhá, đẩy lên 12V. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái rắc nguồn hoặc là dây nguồn 5V chuyển qua 12V nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một dây. Đấy, em vừa đo cho bác thực tế rồi. Đấy, đo cho bác thực tế thôi. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, có những cái cục sạc điện thoại như này các bác cắm, hoặc là các bác kiếm những cái cục sạc dự phòng các bác cắm để các bác có thể là cấp nguồn cho những cái con wifi này trong những trường hợp mất điện nhá. Đấy, hoặc là những cái thiết bị nó dùng cái nguồn 12V, cái nguồn DC 12V này để về các bác chế cháo này, rất ok luôn. Đấy, thì về các bác cứ có cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng có cổng USB, nguồn ra sẽ là 5V. Đấy, ví dụ như cái cục em đang cầm trên tay đây, cục này là cục của Samsung này. Đấy, nhà em cũng đang bán cục này luôn. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm cái cục sạc cục nguồn 5V 2A của Samsung này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc Samsung 12V. Cục sạc Samsung 5V 2A nhá, cục sạc Samsung 5V 2A này. Đấy, 5V 2A. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái củ này. Đấy, về các bác cấp vào 220 nó sẽ ra nguồn 5V để các bác có thể sạc điện thoại các bác nhá. Hoặc là các bác cấp nguồn cho cái này để các bác xài cũng ok luôn này. Đấy, thì cái dây này bên em đang gửi bác là 20.000 một dây, rắc nguồn 5V ra 12V là 20k. Còn cái củ sạc của Samsung này thì đang gửi bác là 30k nhá. Đấy, một cái thiết bị rất là hay mà hầu như gia đình nào cũng rất là cần, hoặc là anh em thợ thuyền chế cháo cần một cái nguồn 12V. Đấy, nó không cần quá là cồng kềnh, mà thứ hai là giá nó hợp lý, chỉ có 20.000 một dây thôi,
mình mua về để các bác chế cháo nghịch ngội cũng rất hay luôn nhá. Đó, rắc nguồn 5V giờ 12V. Giá đang gửi bác là 20.000 một giây nhá, 20.000 một giây. Cái này thì em cũng chia sẻ hơi chi tiết một chút thì chắc là nhiều bác bảo em nói nhiều thì thông cảm giúp em là nhiều khi những cái sản phẩm mới này nhiều bác chưa biết thì em nói nhiều một chút để cho các bác biết thôi nhá. Đấy, nhiều bác chưa biết thì các bác biết. Đấy, thì các bác nào mà biết rồi thì mình có thể tua qua, hoặc bác nào ưng thì biết về cái sản phẩm này có thể có nhu cầu đặt mua luôn thì gọi luôn nha, em chốt luôn nhá. Rắc nguồn 5V ra 12V. Giá đang gửi bác là 20.000 một giây. Tiếp tục